các triệu chứng, phát hiện được các triệu chứng. Theo cô, phát hiện được các triệu chứng thì các em sẽ phải làm tốt phần nào? Phần gì? Phần nào mà phần gì để chúng ta phát hiện được tốt về triệu chứng học? Các em đi nội ngoại rồi, đúng không? Đi các cái môn học khác rồi. Cái gì để chúng ta phát hiện được triệu chứng? Hỏi bệnh và khám bệnh. À đúng rồi, chúng ta phải hỏi bệnh và khám bệnh. Vậy thì đi lâm sàng vòng này, các em sẽ cố gắng tập trung vào làm cái bệnh án cho thật là chỉnh chu và cho cô nhé. Ngoài các cái bệnh án chỉ tiêu rồi, thì cố gắng mỗi một bệnh nhân, dù là các em có được trực tiếp hoặc các em có được gì ở một phần nào đấy của cái bệnh nhân đấy thôi, thì các em vẫn làm bệnh án chi tiết cho cô. Làm bệnh án chi tiết có nghĩa là một cái bệnh án chúng ta sẽ đầy đủ các cái phần như là bệnh án mẫu mà đi học lâm sàng các thầy các cô sẽ hướng dẫn thêm cho các em. Chứ không phải là cái bệnh án mà gì bệnh nhân được theo dõi ở tại bệnh phòng. Bệnh nhân được theo dõi ở bệnh phòng nhiều khi nó chỉ là những cái bệnh án mà gì đáp ứng một số các cái yêu cầu chi tiết, ví dụ như thủ tục hành chính, ví dụ như là hồ sơ lưu trữ. Chứ còn mỗi một bệnh nhân các em được tiếp xúc thì các em đều phải làm bệnh án chi tiết nhé. Đấy, vậy thì trong phần bệnh án chi tiết như cụ thể như thế nào thì các thầy các cô đi lâm sàng sẽ hướng dẫn thêm cho các em. Còn cái vòng học này chúng ta sẽ cố gắng để làm sao chúng ta học triệu chứng, để chúng ta chẩn đoán được bệnh và chúng ta đưa được các hướng điều trị nhé, chỉ định được ra các hướng điều trị. Và đối với năm thứ tư này, các cái tên bài học đấy thì bộ môn cũng đã gửi tới cho các em rồi. Thì các em thấy là gì? Chủ yếu chúng ta đang nghiên cứu về phần bệnh học của phần nào của tổ chức của răng. Mô nào của răng. Bệnh sâu răng xảy ra ở mô nào? Chủ yếu mô cứng. À, mô cứng của răng. Nhá. Các tổn thương không do sâu cũng tập trung ở, ở gì? Ở mô cứng. Còn mô liên kết của răng là tổ chức gì? Mô liên kết, của răng là tổ chức gì? Mô, bệnh sâu răng thì là phần gì? Mô cứng. Thế bệnh lý tủy răng thì thuộc về mô gì? À, đúng rồi. Vậy thì chúng ta chủ yếu chúng ta sẽ học về phần gì? Nhớ lại phần học về cấu tạo của gì? Mô học của răng. Vâng. Nhớ. Mô học của răng, sự hình thành mô cứng gồm có tổ chức gì ạ các bạn? Mô cứng. Với cách học bài của cô thì nhiều khi các bạn sẽ phải liên hệ lại các bài học cũ, cho nên là các em cũng phải có ghi chép nhé. Ghi chép là gì? Ghi chép là ghi những cái gì, kiến thức nào mà các thầy các cô sẽ nhắc nhở cho các em về phải ôn tập lại. Nào. Mô học của răng học rồi. Mô cứng gồm tổ mô gì? Men ngà và sinh men. Đúng rồi, mô men, mô ngà. Cấu tạo của men răng như thế nào? Cấu tạo của gì? Mô ngà như thế nào? Cấu tạo của lớp xi măng như thế nào? Sự hình thành của nó ra làm sao? Đơn vị cấu tạo nên nó là gì? Thì các em phải về xem lại phần gì? Phần mô học nhé. Được chưa? Nha. Sự hình thành ra làm sao, đơn vị cấu tạo lên mô men là đơn vị gì, tính năng, chức năng của nó là gì, thì các bạn phải về học lại cho cô nhá. Thế còn mô liên kết là gì? Là mô tủy. Được chưa? Thế đấy là một số những cái mà cô sẽ nhắc nhở cả lớp trước khi mà chúng ta bắt đầu đi vào bài học. Hôm nay chúng ta sẽ học bài gì ạ các bạn? Thì cô mời các bạn nào mà thay mặt cho nhóm trình bày bài thì các em sẽ trình bày bài đi. Bắt đầu. Linh hôm nay trình bày đúng không? Nhóm nào ở các bạn? Các bạn có thể trình bày đi xem màn hình. Đấy,
vừa thấy Ly share màn hình ấy. Em cho cô là bây giờ thì cái à được rồi. Đây. Ừ. Ngay sẽ phải trình bày ạ. Khi mà trình bày thì các em có thể giới thiệu tên của các bạn trình bày này, rồi nhóm em, ví dụ như nhóm em gồm có như mấy bạn này, và bạn đang trình bày là tên là gì này, rồi ai bạn nào có thể tham gia soạn bài cùng với em. Thì chúng ta cũng trình bày để cho cả lớp lắng nghe. Vâng ạ. Thưa cô và các bạn, thì hôm nay nhóm em xin phép được trình bày về chủ đề bệnh sâu răng ạ. Ừ. Nhóm em thì gồm 14 bệnh nhân, 14 thành viên. Trong đấy thì em xin trình bày đầu tiên ạ. Ừ. Em là Đức ạ? Vâng, em là Nguyễn Hồng Đức ạ. À, rồi, cô chào em. Vâng. Bệnh sâu răng, đầu tiên là đại cương ạ. Sâu răng là một bệnh phổ biến, có nhiều định nghĩa về bệnh sâu răng, nhưng nhìn chung thì ngày càng thống nhất rằng sâu răng là một bệnh nhiễm khuẩn có tổ chức của tổ chức canxi hóa, được đặc trưng bởi cái sự hủy khoáng của thành phần vô cơ và sự phá hủy thành phần hữu cơ của mô cứng ạ. Thành tổn thương của sâu răng là một quá trình phức tạp, bao gồm các phản ứng lý hóa liên quan đến sự di chuyển của các ion bề mặt giữa răng và môi trường miệng. Thì nó là quá trình sinh học giữa các vi khuẩn mảng bám với cơ thể bảo vệ của vật chủ. Rồi, bây giờ tóm lại là bạn đã nêu lên một vài cái nét đại cương về bệnh sâu răng. Tóm lại có mấy ý chính, bạn trình bày có mấy ý chính về bệnh sâu răng, chúng ta sẽ hiểu về bệnh sâu răng. Có hai ý chính ạ. À, một. Đầu tiên là về định nghĩa sâu răng là một bệnh nhiễm khuẩn của tổ chức canxi hóa, được đặc trưng bởi sự... Vậy thì cô xin lỗi nhé, bây giờ cô cũng đã sẽ nói với các em là gì? Chúng ta sẽ dừng lại thì ở mỗi một cái slide nếu như chúng ta thấy cần thiết, kể cả cô cũng có thể dừng lại để xin các em là sẽ nêu lên những cái ý chính, và ngược lại là về phía các em cũng có thể dừng lại. Chúng ta nếu như chúng ta có những cái thắc mắc hoặc chúng ta có những cái ý kiến gì khác thì chúng ta cũng cứ có thể dừng lại để chúng ta thảo luận với nhau nhé. Thứ nhất, bạn đã nêu lên nội dung thứ nhất trong cái đại cương này là một bệnh gì? Nhiễm khuẩn. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu, nếu nói đến bệnh sâu răng là một bệnh nhiễm khuẩn thì chúng ta lập tức chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Nhiễm khuẩn. Chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu sâu về cái gì? Tìm hiểu đến các cái vi khuẩn ạ. À, khi nói đến là một bệnh nhiễm khuẩn, vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu nhiễm khuẩn ở đây cụ thể là gì? Là con vi khuẩn gì? Tên của vi khuẩn này là gì? Nó có đặc tính gì? Nó chỉ do một loại vi khuẩn hay nó còn do nhiều các loại vi khuẩn khác? Và cái gì nữa? Hôm nay tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn cách học thôi nha. Còn ví dụ như là tất cả những cái kiến thức cơ bản thì các bạn đã có rất đầy đủ trong các sách. Được chưa? Vâng ạ. Ừ. Được không? Nha. Vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cái gì? Thứ nhất là gì? Cái chủng vi khuẩn đó là gì? Đặc tính của cái chủng vi khuẩn đó. Và nếu như nó gây bệnh sâu răng thì thường nó, vị trí của nó là thường ở gì? Thường xâm nhập vào tổ chức cứng của răng bằng cách nào? Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ học như thế thì chúng ta sẽ biết là gì? À, vi khuẩn đấy. Vậy chúng ta làm thế nào để loại trừ cái vi khuẩn đấy? Chúng ta làm thế nào để chúng ta khống chế được cái vi khuẩn đấy? Chúng ta sẽ ngăn ngừa được gì? Tham gia vào quá trình gì? Điều trị và quá trình gì? Phòng bệnh. Đúng không? Đấy, cách học là như thế. Thứ nhất là bạn đã đưa ra là một bệnh nhiễm khuẩn. Thứ hai, trong nội dung đề cương này. Thứ hai là bản chất của nó sẽ là quá trình hủy khoáng ạ. À. Của... Đúng rồi.
bản chất của cái bệnh gì sâu răng này, các cái yếu tố tham gia, các cái nguyên nhân tham gia vào gây bệnh sâu răng, nó sẽ gây lên hủy khoáng. Hủy khoáng có nghĩa là gì? Phá hủy cái gì? Cái mô thành phần cứng. Thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ trong mô cứng của răng. Đúng chưa? Đấy, chúng ta hiểu được hai cái ý nghĩa như vậy. Vậy thì ở phần tiếp theo, xong rồi chúng ta sẽ lại đi tìm xem những yếu tố nào mà nó làm cho gì? Chúng ta bị gì? Cô xin lỗi một tí nhé. Cô xin lỗi một tí tẹo 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 nhé. Các em nhé. Được không? Cô dừng dừng một tí nhé. Ok. Rồi, cô cảm ơn. Tiếp ạ. Ừ, cho cô xin thứ lỗi hai nhé. Là, vâng, phần thứ hai là thành phần đặc điểm lý hóa học của men và ngà trưởng thành ạ. À. Đầu tiên là về men răng. Men răng thì thành phần của men răng gồm 4 thành phần chính là gồm khoáng chất, nước, protein và các nguyên tố vi lượng. Đầu tiên về khoáng chất thì men có độ khoáng hóa cao nhất và cứng nhất trong cơ thể. Thành phần chính của nó là canxi và phosphat, chiếm 99% theo trọng lượng khô. Còn lại 10-20% là chất lỏng và chất hữu cơ. Thứ hai, thành phần thứ hai là protein. Ở men chưa trưởng thành trong bào thai thì thành phần là thành phần tương đối cao nhất là glutamic acid, proline và histidine. Men trưởng thành và đang trưởng thành thì có các thành phần là aspartic acid, serine và glycine. Protein là thành phần... Cô xin lỗi nhé. Bây giờ cái thành phần mô học này của tổ chức men răng, các em có thể học lại ở đâu? Phần nào? Em thưa cô là... Phần này các em soạn rất là tốt. Cô thấy rất là tốt, khen ngợi các em. Thế nhưng các em có thể bổ sung và chúng ta có thể xem lại trong phần mô học. Mô phôi, đúng không? Nhá. Và đồng thời chúng ta sẽ bổ sung được cả gì? Cả quá trình hình thành. Và bây giờ chúng ta sẽ liên hệ trên thực tế về phần giải phẫu của răng nữa. Vậy thì cái mô men này, thường là chiều dày của mô men là bao nhiêu? Ở vị trí nào thì gì? Chiều dày của men răng là mỏng nhất. Tại sao cô lại liên hệ như thế? Bởi vì làm sao? Chúng ta sẽ liên hệ với cấu trúc giải phẫu của răng nữa. Những vị trí nào thì dễ lắng đọng lại các mảng gì? Bám răng. Mảng bám răng thì có chức gì? Mang thành phần của gì? Vi khuẩn, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ liên hệ là gì? Khi chúng ta học giải phẫu răng thì những cái vị trí nào là dễ lắng đọng mảng thức ăn nhất? Những vị trí nào dễ xảy ra gì? Bệnh sâu răng. Dễ xảy ra quá trình hủy khoáng. Đấy là cách học. Còn ví dụ như là các thành phần của men răng, ngà răng như thế nào? Chúng ta có thể bổ sung ở phần mô học và phần soạn bài của các bạn đang ở đây. Nó rất là đầy đủ và chi tiết. Thế thì các em chỉ có ghi vào bài để về nhà các em nhớ. Là về phía sau, chúng ta sẽ học triệu chứng của bệnh sâu răng. Chúng ta sẽ có gì? Tại sao lại có cái triệu chứng như vậy? Đúng không? Kích thích vào mô men như thế nào? Mô ngà ra làm sao? Rồi dẫn truyền thần kinh như thế nào? Tại sao lại có xuất hiện những cái triệu chứng của bệnh sâu răng như vậy? Và gì? Những cái vị trí nào mà chúng ta để gì? Để dự phòng đó. Đúng không? Vị trí nào của mô men chúng ta có thể dự phòng bằng cách là gì? Làm sạch. Vị trí nào của mô men khi xảy ra bệnh sâu răng chúng ta rất khó phát hiện bằng gì? Trên mắt thường. Mà chúng ta phải chẩn đoán gì? Nhờ có chẩn đoán hình ảnh. Đấy. Học là như thế. Nhá. Chứ bây giờ chúng ta, các em soạn bài như thế này là rất là tốt rồi. Nhưng cô qua cái cách như vậy, cô sẽ gợi ý cho các em như thế. Và sau này chúng ta học bài sâu răng, bệnh sâu răng trong một trong những triệu chứng để chẩn đoán được bệnh sâu răng. Chúng ta phải xác định được xem là bệnh sâu răng đấy đã tiến triển vào mô tủy chưa, đã ảnh hưởng đến mô tủy chưa. Chúng ta có một nghiệm pháp trên lâm sàng, người ta gọi là nghiệm pháp từ tủy. Và khi học về nghiệm pháp từ tủy,
các bạn đi lâm sàng chắc các bạn cũng sẽ được các thầy các cô nhắc đến là gì? Sẽ phải thử ở vị trí nào của cái răng nhé. Thì tại sao lại thử ở vị trí đó? Nguyên tắc của nó, nguyên tắc của nghiệm pháp thử tủy. Đấy là cô nhắc tới dần dần những cái phần sau nữa khi chúng ta học triệu chứng. Được chưa? Cả lớp đồng ý không? Nhá, các em cứ ghi vào, cứ ghi một vài cái dấu đỏ vào, xong rồi về nhà các em sẽ học lại, hoặc là đến cái phần sau các em sẽ thấy là gì? Nó sẽ hỗ trợ cho cái phần này. Đúng chưa? Bây giờ bạn sẽ tiếp tục so với chúng ta, chia sẻ với chúng ta những kiến thức về gì? Thành phần cấu tạo của mô ngà. Đúng không? Bây giờ em sẽ cho cô xin với các bạn cùng nghe là gì? Trong thành phần cấu tạo của mô ngà thì em sẽ nêu lên nét gì là nét đặc trưng nhất? Em thưa cô là về thành phần của mô ngà thì nó có nguồn gốc từ trung bì và nó kém cứng hơn là men. À đấy. Riêng cái đặc tính là gì? Mô men nó kém cứng, mô ngà nó kém cứng hơn là gì? Mô men. Bởi vì mô men bạn đã nói là gì? Là tổ chức cứng nhất của cơ thể rồi. Đúng không? Thế thì chúng ta lại liên hệ. À, khi chúng ta muốn mở cái mô men đấy thì chúng ta phải dùng loại dụng cụ gì? Mà ở năm thứ hai chúng ta được học rồi. Nhá. Cấu tạo của các cái dụng cụ để chúng ta gì? Chúng ta mở được cái mô men đấy. Và mô ngà thì lại gì? Kém cứng hơn mô men. Vậy thì chúng ta lại đánh một cái dấu vào. Như vậy thì khi bệnh sâu răng tiến triển nhanh hay chậm thì xảy ra ở gì? Mô nào? Khi nó đã qua được, khi nó đã hủy khoáng được mô men rồi thì nó tiến triển vào gì? Vào mô ngà. Thì gì? Mức độ tiến triển của cái bệnh sâu răng này như thế nào? Thì chúng ta đến phần triệu chứng học, chúng ta sẽ lại có gì? Có thể bệnh nhá. Cái nào là tiến triển nhanh, cái nào là tiến triển chậm. Và khi nó tiến triển vào các thành phần cấu tạo giải phẫu của răng rồi thì nó sẽ gì? Gây nên các biến chứng gì? Đúng chưa? Đấy, bạn đã cho chúng ta một cái thông điệp là gì? Mô ngà thì kém cứng hơn là gì? Là mô men. Nhắc các em là như thế nhá. Thì để về các em lại xem lại. Sau đó thì gì? Chúng ta lại phải xem lại. À, vậy thì khi có các kích thích thì nó dẫn truyền qua mô men và mô ngà như thế nào? Truyền các cái xung đột kích thích như thế nào để gây lên một cái cảm giác gì? Phần triệu chứng sau này chúng ta học. Được chưa? Và ở đây bạn đang lại chuẩn bị giới thiệu cho chúng ta biết một cái cấu trúc của các tinh thể men. Vậy thì cái đơn vị để cấu tạo lên mô men là gọi là đơn là gì ạ các bạn? Trụ gì? Gọi là trụ gì? Trong cái đấy thì là cái đơn vị mà cấu tạo lên mô men ấy. Gọi là gì? Nó gọi là các tinh thể khoáng canxi, hydro apatit và phốt phát. Đúng rồi, là các tinh thể gì? Trụ men. Vậy thì chúng ta về chúng ta lại học kỹ hơn. Vậy thì cái trụ men này này, nó cấu tạo như thế nào? Thành phần là bạn vừa mới nói rồi. Nhưng chúng ta lại nói phải nhớ đến là gì? Các cái hướng đi của các trụ men này như thế nào? Các bạn phải ghi vào đấy. Học bài với cô là không bao giờ đọc hoặc là diễn cái slide ra để cho các bạn đi lại. Mà gì? Từ cái sự chuẩn bị bài của các em, cô sẽ hướng các em là gì? Trong cái phần đấy chúng ta cần chú ý thêm cái gì? Chúng ta cần phải học cái gì thêm? Chúng ta cần phải lưu ý cái gì? Đúng không? Nhá. Vậy thì đơn vị cấu tạo lên mô men là các gì? Các trụ men. Trụ men. Trụ men thì bao gồm cấu tạo của nó như thế nào? Và các bạn lại phải học đọc thêm cho cô hướng của các trụ men đấy là như thế nào? Cho nên khi gì? Khi mà chúng ta học về vật liệu hàn răng, chúng ta học đến composite. Đúng không? Composite. Thì khi chúng ta thực hiện các cái bước để hàn composite thì chúng ta phải xử lý bề mặt men và ngà răng. Chúng ta xử lý bề mặt men khác và chúng ta xử lý bề mặt ngà khác.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lý giải được là à tại sao chúng ta lại khác nhau, đúng không? Nhớ. Và trong khi quá trình hàn composite, tại sao chúng ta lại phải gì? Có một cái bước mà các bạn có nhớ không? Là gì chúng ta có nhớ không? Hàn com mình phải có bước thổi khô ạ. Chưa đúng. Hàn gì cũng phải có bước làm khô. Năm thứ hai chúng ta được học rồi. Etching ạ. Etching rồi. Etching sau đấy etching mình phải. Etching men và etching ngà khác nhau, đúng không? Vâng. Thời gian khác nhau đấy. Vậy thì chúng ta cũng giải thích được một phần. Và gì hướng của các trụ men, cho nên là chúng ta có bước là gì? Bonding. Tạo vát các cái bờ men để tăng cái diện tiếp xúc của gì? Của vật liệu composite với gì? Với mô cứng. Vật liệu composite tạo được liên kết với mô cứng nhờ liên kết gì ạ các em? Nhờ liên kết gì? Bạn nào biết thì cứ nói to lên cô nghe. Lớp trưởng. Dạ, composite liên kết với cả men răng bằng các cái vi chốt ạ. Vi chốt đấy là mà cách tạo ra các vi chốt thôi chứ. Còn nó liên kết với là nhờ có cái gì? Là nhờ có cái bước gì đấy? Bước bonding ạ. À bonding, vậy thì nó phải liên kết với composite và tổ chức cứng của nhang răng là nhờ gì? Nhờ bonding là để làm gì? Kết dính. Dán gì? Dán dính. Dán dính. Vâng. Nhớ chưa? Đấy. Vâng. Composite mà kết nối. Còn ví dụ chúng ta etching, chúng ta làm tạo ra những cái vi chốt để làm gì? Để cho cái bonding ấy, để cho các chất dán ấy nó gì? Tạo thành những cái gì? Những cái vi chốt để nó gì? Các chất dán dính đấy nó trôi vào các cái vi chốt đấy nhằm làm dán giữa vật liệu composite và gì? Mô cứng của răng. Nhá. Dạ vâng ạ. Nào, chúng ta tiếp tục. Vâng, em xin trình bày tiếp ạ. Là các tính chất vật lý của mô men ạ. Rồi. Thì nó gồm có độ dày, độ cứng, màu sắc và có tính thấm ạ. Mô men thì có độ dày thay đổi theo cái vị trí của nó ạ. Ở răng minh viễn thì nó dày từ khoảng vài micron ở vùng cổ đến 2,5mm ở vùng diệt cắn và ở đỉnh mũi ạ. Độ dày thì cũng thay đổi theo cái bề mặt răng và các răng với nhau ạ. Thứ hai là về màu sắc thì men răng có màu hơi ánh xanh xám, vàng nhạt. Nó được quyết định bởi chiều dày của lớp men màu vàng nhạt của ngà và mức độ trong tính đồng nhất của men ạ. Ừ. Về độ cứng của men thì mô men là bộ phận cứng nhất và bây giờ trong cô xin lỗi nhá. Cô xin lỗi, cô sẽ dừng lại ở màu sắc của men nhá. Vâng ạ. Vậy thì nó sẽ có gì? Có các cái màu sắc của các cá thể, của mỗi một cá thể nó sẽ gì? Khác nhau, phụ thuộc vào một loạt các cái yếu tố đó, đúng không? Vâng. Vậy thì khi chúng ta phục hồi lại mô cứng của răng, thì chúng ta sẽ phục hồi lại gì? Màu sắc gần giống là, đúng không? Vâng. Và chính vì vậy mà khi chúng ta sử dụng composite hay chúng ta sử dụng vật liệu nào, chúng ta đều có gì? Bị so màu. Có bước gì? À, so màu. Và các hãng vật liệu ra đời cũng nhằm đảm bảo gì? Cái tính thẩm mỹ ngoài cái tính gì? Chức năng của vật liệu đó. Chức năng là phải đảm bảo độ cứng, độ đàn hồi, đúng không? Còn đảm bảo chức năng thẩm mỹ thì các hãng đều gì? Đưa ra những cái vật liệu mà nó gì? Phát huy những cái tính ưu thế của cái vật liệu đó. Ví dụ như là nó gì? Giống được màu men răng, giống được màu ngà răng, cho nên các bạn mới có gì? Có so màu. Và đồng thời gì? Màu của gì? Rìa cắn. Các bạn phải chọn một màu sắc gì? Khác. Cổ răng, các em phải chọn một màu men gì? Men khác. Để đưa ra được cái màu sắc của răng thì chúng ta lại phải kết hợp giữa gì? Màu của ngà nữa. Vâng. Và thậm chí trong một số các cái tổn thương mà bị nhiễm màu răng, sau này các em học nữa,
để chúng ta muốn che phủ được cái màu sẫm của ngà răng, bị nhiễm màu răng, ví dụ như nhiễm răng những bệnh nhân bị nhiễm tetracycline. Có thấy không? Đi lâm sàng đôi khi chúng ta cũng có thể thấy những trường hợp đó, đúng không? Hoặc trong cuộc sống cũng có bạn, có người thân, chẳng may mà bị nhiễm gì, nhiễm tetracycline. Thế hệ các em thì ít rồi, nhưng mà thế hệ gì? Trước, thế hệ mà sinh vào năm 1970 mấy thì thường hay bị nhiễm tetracycline. Thì làm sao? Người ta lại phải che phủ cái màu của ngà đi, rồi mới áp dụng composite lên màu men. Thì nó mới gì? Nó mới ra được cái màu gì mà chúng ta mong muốn, màu men răng nhá. Không có nó sẽ lộ cái ánh của màu ngà răng lên. Cho nên sau này đi trong kỹ thuật hàn composite, người ta có một bước là gì? Che phủ màu, người ta gọi là opaque. Hiểu không? Nha. Vâng. Đấy, đến khi đi học lại composite thì lại nhớ lại bài là như thế. Rồi, cô đồng ý. Hiểu chưa? Vâng ạ. Rồi, cô mời em trình bày tiếp. Vâng, em xin phép trình bày tiếp. Độ cứng thì men răng là bộ cơ phận cứng nhất và giòn nhất trong cơ thể. Men bề mặt thì sẽ cứng hơn men ở lớp trong. Ừ. Vâng. Về tính thấm thì men răng có tính thấm giới hạn. Chất màu có thể ngấm vào cả từ môi trường bên ngoài lẫn từ môi trường tủy răng, tức là môi trường bên trong ạ. Qua đúng rồi. Men ngà. Ừ. Sau khi răng mọc thì men trở nên ít thấm hơn và ít xốp hơn và tăng dần lên về độ chắc ạ. Ừ. Vậy thì ở đây có hai phần. Một là gì nhỉ các bạn nhỉ? Men răng có thể bị ngấm gì? Chất ngoại lai, chất màu từ bên ngoài vào. Hoặc là ngấm từ gì? Bên trong. Từ tủy răng ra. Cho nên các bạn lại ghi vào cho cô. Sau này các bạn đến học bài gì? Làm trắng răng, làm thay đổi màu răng. Thì nó sẽ có các cái biện pháp và sẽ có vật liệu để chúng ta làm gì? Làm mất cái màu mà nó bị chất ngoại lai bám vào. Ngoại lai bám vào ví dụ như là gì? Bài này học chỉ cần học xong cấu tạo của men răng, ngà răng là gần xong hết bài. Là cô như... gần hết bài bệnh sâu răng. Chất ngoại lai bám vào ví dụ là các cái đồ ăn, đồ uống mà có màu sắc nó tối. Cà phê, thuốc lá, cà phê, rượu vang, nước chè, đúng rồi. Vậy thì chúng ta sau này chúng ta sẽ có bài gì làm thay đổi màu răng. Chúng ta sẽ dùng cái chất gì để chúng ta bây giờ mà chúng ta thấy người ta hay nói đấy, làm trắng răng. Hiểu chưa? Đúng. Nếu mà những cái răng mà người bị ngấm chất màu từ tủy răng ra thì các bạn lại phải liên hệ cho cô. À, tại sao tủy răng lại bị ngấm màu răng ra? Khi nào thì bị ngấm? Ghi vào. Xong về nhà đọc sách, dần dần hiểu ra. Hoặc là đến bài bệnh lý tủy răng thì đến sẽ hiểu ra. Và gì? Nếu như bạn học là gì? Có chất màu ngấm từ bên ngoài vào hoặc từ bên trong tủy răng ra, vậy thì nếu khử được, làm trắng được các màu của bên ngoài, chúng ta có khử được cái màu nhiễm từ tủy răng ra không? Thì chúng ta lại ghi vào, xong về nhà chúng ta lại có một bài tẩy trắng răng. Chúng ta sẽ học tiếp, nhưng rồi chúng ta sẽ hiểu là tại sao. Hiểu chưa? Được rồi, bây giờ trình bày tiếp cho cô nghe. Vâng. Tiếp theo là đến ngà răng ạ. Cô xin lỗi này, các bạn cả lớp có theo dõi được không? Có theo dõi được bài không? Dạ có. Không được ngủ nhá. Bởi vì là bài học là như thế đấy. Các bạn chuẩn bị bài không phải là chỉ có kiến thức các bạn chuẩn bị, mà các bạn sẽ liên hệ. Cô sẽ giúp cho các bạn sẽ liên hệ nhá. Chúng ta học giải phẫu bây giờ chúng ta cũng là giải phẫu ứng dụng. Sinh lý sinh hóa chúng ta đều là gì? Là ứng dụng hết. Nhớ chưa? Rồi. Phần thứ hai là về ngà răng thì cái quá trình tạo ngà không giới hạn mà nó sẽ diễn ra trong suốt cái sự phát triển của răng và nó chiếm phần lớn thể tích của răng và ngà răng phát triển sẽ lúc mà nó phát triển sẽ mang lại cái hình dạng đặc trưng cho răng như mà mình đang thấy đấy ạ. Vâng, và cái hướng phát triển của ngà răng sẽ là vào trong phần tủy răng. Thứ hai các là đặc điểm, phần thứ hai là đặc điểm lý hóa. Vậy thì ở phần ngà răng này chúng ta sẽ thấy nó khác men răng là cái gì?
ngà răng. Nó sẽ men răng. Vâng. Nào. Em vừa đọc ý đầu tiên đấy. Ngà răng vâng. Nó là gì? Là một quá trình gì? Nó sẽ không giới hạn cái sự phát triển. À, đúng rồi. Nó sẽ không có giới hạn sửa chữa. Vậy thì sau này trên phần bệnh học hoặc là cái phần về dần đi sử dụng một số các cái vật liệu để chúng ta hàn, chúng ta chám lại những cái tổ chức mô cứng mà đã bị gì phá hủy, nó có sự hình thành gì, ngà răng gì. Nếu như nó phát triển liên tục, nó không phải như là men răng, thì nó sẽ hình thành được cái ngà mà người ta gọi là gì, ngà thứ phát. Các em nhớ. Vâng. Một là gì? Cái lớp ngà nó sẽ hình thành gì? Liên tục. Nó sẽ gì? Trước một cái nguyên nhân gây bệnh, nó sẽ phản ứng và nó sẽ hình thành được một cái lớp ngà thứ phát. Nếu như chúng ta ngăn cản được cái quá trình gì? Nhiễm khuẩn bệnh vào tổ chức mô ngà. Và nếu như chúng ta dùng một vật liệu mà có tính chất sinh học, ví dụ như các bạn hay thấy nói đến bây giờ MTA, Biodentin hay là gì, GIC, thì gì sẽ hình thành được lớp ngà gì thứ phát. Còn men răng có hình thành được không? Không. Hai đặc tính này khác nhau, nhớ chưa? Rồi, đấy, bài này quan trọng nhất ở cái phần đấy. Bởi vì sau này một loạt khi các em sử dụng vật liệu hàn, các em lại đánh giá cái kết quả của cái vật liệu đó nhờ có xem là gì, có hình thành được cái ngà thứ phát này không. Và nếu như tổ chức sâu răng mà gì ngừng tiến triển được, thì cái mô ngà thứ phát này nó có hình thành được hay không, chúng ta sẽ có theo dõi đánh giá kết quả nhé. Rồi, cô cảm ơn em trình bày tiếp. Vâng ạ. Thường mỗi một slide nó chỉ có lưu ý 1-2 ý thôi, các em phải ghi vào nhé. Về đặc tính lý hóa của ngà răng thì độ cứng thì mềm hơn men răng, nhưng mà cứng sẽ cứng hơn xương và xi men ạ. Độ cứng của nó sẽ tương tự nhau ở cả ba vị trí là thân, cổ và chân răng. Tức là cũng sẽ không thay đổi ở ba cái vùng đấy ạ. Về màu sắc thì thường sẽ có màu vàng nhạt. Ngà răng thì xốp và có tính thấm. Độ đàn hồi cao và càng gần tủy thì ngà răng càng mềm ạ. Rồi, đúng rồi. Nhá. Vậy thì chúng ta sẽ lại thấy là gì? Khi muốn đi qua lớp men đầu tiên ấy, thì khi mà học về dụng cụ ấy, các em sẽ phải dùng mũi khoan gì? Mũi khoan tròn. Tròn là hình thể thôi. Còn cô muốn nói đến gì? Vật tức liệu là... để cấu tạo lên cái mũi khoan đó. Tức là thép không dỉ và bên ngoài nó sẽ là các cái kim cương. Các cái hạt độn của kim cương. Vâng. Đúng không? Hạt độn kim cương. Đấy, em thử xem đi qua lớp men mà phải dùng đến các mũi khoan kim cương đấy. Đúng không? Có các cái hạt kim cương thì tùy theo kích thước của các hạt kim cương đó thì có cơ ra cấu tạo và chức năng của các loại mũi khoan khác nhau. Vâng. Đúng không? Rồi. Và một đặc tính của ngà răng là mềm hơn. Vậy thì khi đi qua được mô men, khi tiến triển vào mô ngà thì tốc độ tiến triển sẽ làm sao? Nhanh hơn. Nhanh hơn ạ. Nhanh hơn, nhá. Đúng chưa? Vâng. Và đồng thời màu của ngà răng cũng khác với màu của men răng. Cho nên trên lâm sàng, sau này các em đi khám lâm sàng, khi có tổn thương sâu răng, bệnh sâu răng, các em phải mô tả màu sắc. Nhớ chưa? Vâng. Bởi vì làm sao? Màu sắc đấy nó sẽ liên quan đến sự tiến triển của gì, của bệnh sâu răng đấy. Sau này sẽ học bài thêm một chút nữa, cô sẽ phân tích là gì, có bệnh sâu răng đang ở giai đoạn tiến triển thì tổ chức mô men và mô ngà như thế nào, màu sắc ra làm sao, và có giai đoạn sâu răng đang ngừng tiến triển thì mô men và mô ngà như cụ thể là như thế nào đấy. Vậy thì khi học tính chất này, chúng ta sẽ liên hệ đến phần sau, chúng ta sẽ giải thích được nhá. Ví dụ như cô nói đến là gì? À, người ta phân loại theo tiến triển của bệnh sâu răng, sẽ có sâu răng cấp tính thì mô men và mô ngà bị hoại tử nhiều hơn, màu sắc nó khác với thì sâu răng ngừng tiến triển. Được chưa? Được rồi, cô cảm ơn, em trình bày tiếp.
Vâng. Cả lớp theo. Mình, cô xin lỗi, cả lớp mình có đồng ý học như thế không? Nha. Vâng. Cho nên phải chú ý vào bài nhá. Rồi. À, tiếp theo em sẽ nói về cơ chế bệnh sinh của bệnh sâu răng ạ. Ừ. Vâng. Trước đây thì đã cái cơ chế bệnh sinh của bệnh sâu răng đã được đem ra nghiên cứu và có nhiều giả thuyết được đưa ra trước đây như là thuyết hóa học của Miller năm 1881, thuyết David, thuyết tiêu protein của Cotlay 1946, thuyết protein phức vòng càng. Nhưng mà những năm gần đây thì người ta nghiên cứu ra rằng sâu răng là do quá trình hủy khoáng sẽ có một cuộc chiến xảy ra chiếm ưu thế hơn quá trình tái khoáng, và đây cũng là cái nội dung của cái thuyết động học ạ. À đúng rồi. Vâng. Vâng, thì sau đây bọn em xin phép được chiếu một cái video để giải thích rõ hơn ạ. Rồi. Sẽ có một cuộc chiến xảy ra giữa các yếu tố gây bệnh thúc đẩy. Sẽ có một cuộc chiến xảy ra giữa các yếu tố gây bệnh thúc đẩy. Có vẻ là cái video đang nó lỗi. Nó bị sao ấy nhỉ? Vâng, nó đang hơi lỗi. Thì có gì em xin phép được sửa và là gửi lại lớp sau. Cô đồng ý. Vâng. Chủ yếu cái video này nói lên cái gì? Muốn nói lên cái gì? Cái quá trình người ta nói đến một cuộc chiến ấy, là cuộc chiến giữa hai phe, là phe nào và phe nào? Tức là giữa cái mô, cái thành phần của răng và các cái yếu tố vi khuẩn xâm nhập vào ấy ạ. Tức là nó giải thích từ đầu đến cuối. Tốt để quá. Để mình hiểu rõ tổng quát cái quá trình từ cái răng bình thường mà nó đến cái hình thành cái sâu răng ấy ạ. Giỏi quá. Sau này gửi lại cả cho cô nữa nhé. Vâng, vâng ạ. Ừ. Vâng. Ở đây muốn nói đến là gì? Sự hủy khoáng và sự tái khoáng. Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ phải học kỹ và nghiên cứu kỹ các yếu tố nào tham gia vào sự gì? Hủy khoáng. Vâng. Các yếu tố nào tham gia vào sự để gì? Nhằm tái khoáng hóa. Và khi sự hủy khoáng lớn hơn sự tái khoáng, mất cân bằng giữa hai yếu tố này, và sự hủy khoáng lớn hơn sự tái khoáng thì gì? Nó sẽ bị bệnh sâu răng. À, bệnh sâu răng, đúng không? Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu thật kỹ vào các yếu tố mà gây nên sự hủy khoáng, các yếu tố mà ảnh hưởng đến sự gì? Tái khoáng. Đồng ý không? Vâng ạ. Rồi, bây giờ em trình bày tiếp, cô nghe xem. Vâng, về sự hủy khoáng thì bản chất của nó là các cái thành phần của mô men mô ngà, tức là hydroxyapatit và fluorapatit bị hòa tan khi mà pH mà pH giảm dưới mức pH tới hạn. pH tới hạn của hydroxyapatit là 5,5 và của fluorapatit là 4,5 ạ. Thì những cái yếu tố mà ảnh hưởng xin lỗi, em có hiểu là cái tinh thể hydroxyapatit nó khác với các tinh thể fluorohydroxyapatit không? Có khác nhau giữa hai cái tinh thể này không? Mà hai tinh thể này lại chịu được gì? Độ pH khác nhau. pH của tinh thể apatit là gì? 5.5. Đúng chưa? Vâng. Của fluorapatit là gì? 4.5. Các em có hiểu không? Có hiểu được cái tinh thể fluorapatit không? Khi các tinh thể apatit của men răng được gì? Được tăng cường, được ngấm thêm các cái tinh thể, các cái nguyên tố gì? Nguyên tố này là nguyên tố gì đấy? Tên gọi của nó đây, các tinh thể fluor đấy. Tinh thể fluor à? À fluor, đúng rồi. Thì làm sao? Nó đã làm cho men răng đã là tổ chức cứng nhất của cơ thể rồi thì lại còn cứng hơn và chịu được pH là gì? 4.5. 4.5. Mà các cái tinh thể fluor này các em hay thấy ở đâu? Ở đâu? Fluor này thì sẽ thấy ở kem đánh răng. À, trong kem đánh răng. Và tùy theo từng loại kem đánh răng có hàm lượng fluor gì khác nhau. Và khác nhau cho gì à nhỉ các em nhỉ? Cho cái gì? Các em thấy là gì? Kem đánh răng dành cho cái gì?
Đấy, chúng ta phải liên lạc, liên hệ như thế giữa hai tinh thể đấy. Em đánh răng dùng dùng cho gì? Cho người lớn và trẻ con ạ. Ừ, cho trẻ em và cho người lớn. Nó có khác nhau không? Vậy nó khác nhau ở nồng độ fluor đấy các em ạ nhé. Và ngoài ra, thực chất ra để vấn đề là gì? Sau này ở bài sau các em được học bổ sung nữa là gì? Nó khác nhau, thậm chí nó sẽ phải khác nhau ở các địa dư khác nhau. Bởi vì các địa dư khác nhau, nồng độ fluor, nguồn cung cấp thực phẩm, nguồn nước nó sẽ khác nhau. Cho nên muốn gì? Muốn dùng fluor để dự phòng sâu răng, người ta phải gì? Phải có một bản đồ, người ta phải điều tra nồng độ fluor tại cái địa phương đó. Thì lúc đó người ta mới áp dụng được các phương pháp đưa fluor vào. Ví dụ đưa fluor vào gì? Kem chải răng, hay đưa fluor thêm vào muối ăn, hay đưa fluor vào nguồn nước sinh hoạt. Đấy. Học đến đây thì các bạn sẽ liên hệ một chút như thế để sau này các em đọc sách là các em hiểu tại sao thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ sâu răng lại cao hơn gì? Miền Bắc. Và người ta đã có chiến lược phòng chống bệnh sâu răng bằng cách là gì? Đưa fluor vào trong nguồn nước sinh hoạt. Và sau này các em học thêm nữa, nếu như cung cấp hàm lượng fluor đủ thì nó sẽ phòng chống được sâu răng, nhưng nếu nó thừa thì nó lại gây lên một bệnh nhiễm fluor ở tổ chức mô men và mô ngà răng. Người ta gọi đấy là bệnh nhiễm fluor, thường xảy ra ở một số các vùng biển mà hàm lượng fluor thừa. Cho nên đã có một công trình nghiên cứu cấp nhà nước là gì? Chúng ta sẽ phải đi xác định cái nồng độ fluor của từng địa dư khác nhau. Thì lúc đấy chúng ta mới liên được lên được một phương án dự phòng sâu răng mà chúng ta sử dụng fluor. Nhá, đấy là cái mà cô nhắc để cho các em đọc sách, các em có thể hiểu thêm. Đọc sách, đọc các cái nghiên cứu khoa học, đọc các cái khóa luận, đọc các cái tài liệu. Vì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu làm quen với các đề tài nghiên cứu khoa học, với các khóa luận, với các luận văn, thạc sĩ và một số các cái bài báo nghiên cứu, một số các cái gì? Case study, nghiên cứu ở trên các cái tạp chí, trên các bài báo. Nhá, được rồi. Bây giờ em trình bày tiếp, cô nghe. Vâng ạ. Các được không yếu tố các mà... em? Các em có theo dõi được không? Cô sợ là cô nói nhiều quá thì các em... Dạ, có ạ. Nhá, rồi. Vâng, thì cố một số... đi vào. Rồi, cô mời em tiếp tục. Vâng, em xin phép ạ. Các yếu tố, một số các yếu tố ảnh hưởng đến sự hủy khoáng như là bảo bóng răng ạ. Chế độ ăn, sau đấy là vi khuẩn thì nó sẽ tạo ra cái môi trường axit trong miệng, giảm dòng chảy nước bọt, hoặc là nước bọt chứa nhiều axit, hoặc là vệ sinh răng miệng kém thì nó cũng ảnh hưởng đến cái sự hủy khoáng ạ. Vi khuẩn nó là sinh ra axit khi nó kết hợp với vi khuẩn với cái gì nhỉ em nhỉ? Kết hợp vi khuẩn với là các cái mảng bám hoặc là các cái thức ăn còn dư thừa. À, thức ăn ở đây chủ yếu là cái gì hả các em? Khi mà vi khuẩn tác động với cái gì thì sẽ sinh ra axit. Glucose. À, người ta hay nói đến gì? Đến đường, vâng. Đúng không? Vậy thì các em khi nói đến đường thì các em lại phải tìm hiểu cho cô là gì? À, số lượng đường ăn vào và số lần sử dụng đường. Hai yếu tố này có liên quan gì với nhau hay không? Nhớ. Và cái cách sử dụng đường như thế nào? Được chưa? Vâng ạ. Rồi. Đường quan trọng nhé các bạn nhé. Rồi, vi khuẩn cộng với đường sản sinh ra gì? Acid. Em tiếp tục. Vâng, em xin phép ạ. Quá trình thứ hai là sự tái khoáng. Thì quá trình tái khoáng ngược lại với quá trình hủy khoáng, nó xảy ra khi mà pH trung tính và có đủ ion calcium tức là Ca2 cộng và phốt phát tức là PO43 trừ ạ, trong cái môi trường miệng. Trong đấy thì nước bọt có vai trò cung cấp các ion đấy, calcium và phốt phát để quá trình tái khoáng hóa
được diễn ra. Một số yếu tố mà ảnh hưởng đến sự tái khoáng, các yếu tố bảo vệ ấy, thì là có nước bọt và các chất trung hòa trong miệng. Cái nồng độ calcium và phốt phát cũng rất là quan trọng. Và vệ sinh răng miệng tốt thì nó sẽ tạo điều kiện cho quá trình tái khoáng. Tại sao vệ sinh răng một miệng tốt lại tạo cho quá trình tái khoáng? Em thưa cô là vệ sinh răng miệng tốt thì nó sẽ cung cấp cho mình một cái môi trường khoang miệng nó có pH trung tính, và nó cũng làm giảm cái lượng vi khuẩn trong đấy, thì nó tạo điều kiện cho quá trình khoáng hóa. Đúng rồi. Vậy thì gì? Khi mà chúng ta vệ sinh răng miệng có nghĩa là chúng ta phải làm sạch được các mảng bám răng. Đúng chưa? Vâng. Vâng. Vậy thì các bạn sẽ lại liên hệ với cho cô là gì? À, chúng ta từ năm thứ nhất, thứ hai chúng ta đã đi dạy các bạn nhỏ phương pháp chảy răng rồi đấy. Nhá. Vậy thì liên hệ xem là có những phương pháp nào để làm giảm mảng vi khuẩn, mảng bám răng. Nhá. Chảy răng thì chảy theo cách nào? Ngoài ra còn có gì, phương pháp gì nào nữa để làm sạch được gì mảng bám răng? Và gì nữa, lại phải học lại gì? À, thế làm thế nào để chúng ta kiểm soát được mảng bám răng? Chúng ta làm thế nào để chúng ta phát hiện được ra mảng bám răng? Xong rồi chúng ta hướng dẫn vệ sinh răng miệng. Xong rồi chúng ta làm thế nào để chúng ta kiểm soát được là à, tôi hướng dẫn cho bà, cho cộng đồng cái biện pháp cho bệnh nhân. Thì tôi phải kiểm tra lại xem là gì, phương pháp chảy răng có hiệu quả hay không. Thì chúng ta làm phương pháp nào để chúng ta gì, có thể kiểm soát được mảng bám răng. Bởi vì kiểm soát được mảng bám răng là chúng ta kiểm soát được vi khuẩn, rồi cả kiểm soát được gì, các thành phần trung gian, các sản phẩm chuyển hóa từ vi khuẩn. Mà sau này các bạn học bài bệnh viêm quanh răng thì các sản phẩm chuyển hóa từ vi khuẩn cũng gây lên gì, bệnh lý vùng quanh răng rất là nghiêm trọng, gây lên sự tiêu xương, gây lên sự phá hủy của gì, mô quanh răng. Được chưa? Vâng. Nhá. Đấy, riêng từ vệ sinh răng miệng thì chúng ta phải ôn lại như thế. Các bạn ơi, các bạn mà không tham gia vào quá trình soạn bài, có hiểu được bài không? Có nắm được bài không? Với cách học như thế này, các bạn có nắm được không? Dạ, có. Mỗi bạn lớp trưởng có thôi à? Còn các bạn khác làm sao? Có. Có. Các em phải tương tác nhé. Các em phải tương tác. Nếu như các em không tham gia vào quá trình soạn bài mà các em nghe các bạn trình bày được, nghe cô hướng dẫn lại như thế này, các bạn có nắm được bài không? Có ghi chép được bài không? Có. Bao nhiêu bạn có? À. Nhớ nhớ, nếu các bạn muốn dừng lại ở phần nào thì các bạn cứ mạnh dạn ý kiến nhé. Các bạn sẽ dừng lại và hoặc là cô sẽ giải thích. Được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại trình bày tiếp. Tiếp theo em xin trình bày về cái quá trình hình thành tổn thương sâu răng. Ở giai đoạn đầu thì sâu răng làm hủy khoáng và hòa tan cái cấu trúc răng, do làm giảm cái pH khu trú ở mảng bám và hủy khoáng men răng. Cái giảm pH này như mình đã nói lúc nãy là do các cái yếu tố vi khuẩn, rồi là cái vệ sinh răng, rồi là các cái chất bám trên răng, nó làm giảm pH. Ở pH xuống, nếu pH xuống dưới 5,5 thì các cái chất khoáng của răng hoạt động như là một chất đệm, giải phóng các cái ion canxi và phốt phát vào trong cái mảng bám. Ở pH là 5 thì bề mặt men bắt đầu bị tổn thương khi mà có hiện tượng mất khoáng dưới cái bề mặt ạ. Các tổn thương này thì là tổn thương mới chớm, trị giới hạn ở cái mô men, đặc trưng bởi cái bề mặt men còn nguyên vẹn ảo, tức là cái bề mặt men bên trên vẫn còn nguyên vẹn nhưng mà thực chất cái lớp dưới bề mặt đã xốp rồi. Và đến khi mà cái tổn thương men xốp dưới bề mặt hủy khoáng nhiều đến mức sập cái lớp men bề mặt thì nó sẽ hình thành lỗ sâu, và mình có thể thấy trên cái lâm sàng, thấy khi khám lâm sàng. Vâng, cô cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ ngừng lại ở cái giai đoạn mà gì,
khi lớp men bề mặt vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thực chất đã có sự hủy khoáng ở dưới lớp men đó. Vậy thì các bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ cho cô. Thứ nhất, ở giai đoạn này, người ta gọi là giai đoạn sâu răng gì? Sớm. Nhá. Người ta gọi là giai đoạn sâu răng sớm. Vậy thì chúng ta biết là giai đoạn sâu răng sớm, theo như bạn phân tích cái quá trình hình thành cái tổn thương sâu men đấy, thì lớp men bề mặt là chưa bị phá hủy, đúng không? Chưa có lỗ thủng. Vậy thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái này cho cô. Thứ nhất là cách phát hiện các tổn thương này. Người ta sẽ phát hiện các tổn thương này bằng cách nào? Nhìn bằng mắt thường, người ta có phát hiện được không? Người ta phải dùng các phương pháp gì để hỗ trợ cho cái phát hiện tổn thương sâu răng sớm này? Nhớ chưa? Và thay đổi một quan điểm là khi thăm trên lâm sàng, khi thăm khám tổn thương lỗ sâu, có thể với những tổn thương nghi ngờ là tổn thương sớm, không được phép dùng cái thám châm. Nhá. Nếu dùng cái thám châm mà thăm dò vào những vị trí như thế, các bạn sẽ, các bác sĩ sẽ làm thủng cái gì? Cái bề mặt của men răng. Như vậy vô tình mình đã phá hủy gì? Cấu trúc của men răng. Nghĩ vào nhá. Nối với những tổn thương mà chưa hình thành, chưa bị phá vỡ lớp men, người ta sẽ phát hiện bằng phương pháp gì? Nhớ chưa? Và thứ hai nữa là gì? Cái khi mà phát hiện ở giai đoạn này thì có điều trị phục hồi được không? Nó thay đổi một cái quan điểm từ trước là gì? Chúng ta định nghĩa tổn thương bệnh sâu răng là một bệnh gì? Tổn thương không hồi phục. Là một bệnh nhiễm khuẩn và tổn thương không hồi phục. Vậy thì bây giờ nó sẽ phải thay đổi cái định nghĩa đó. Nếu những tổn thương sâu răng sớm này, các bạn đọc sách cho cô, có gì? Có hồi phục hay không? Và gì? Hồi phục bằng phương pháp nào? Nhớ chưa? Cách phát hiện nó như thế nào? Và gì? Có hồi phục hay không hồi phục? Và hồi phục thì bằng phương pháp nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ lại đi sâu tiếp là gì? Đến giai đoạn mà nó đã hình thành cái tổn thương gì? Tổn thương lỗ sâu, có nghĩa là lớp men bề mặt đã bị gì? Đã bị phá hủy. Và lúc này chúng ta có thể dùng cái thám châm mà chúng ta thăm khám trên lâm sàng ấy, là gì? Là chúng ta đã phát hiện thấy một cái lỗ, mà đưa cái thám châm đấy vào, nó gì? Nó sẽ mắc cái thám châm trên lâm sàng. Hiểu chưa? Nào bây giờ bạn trình bày tiếp về các cái tổn thương khi mà nó đã hình thành cái lỗ. Vâng, thì các cái tổn thì các cái tổn thương mới chớm thì có khả năng tái khoáng hóa và hồi phục ạ. Còn đấy, khi... bạn lại trả lời hộ các bạn rồi đấy. Vâng ạ. Ừ. Còn khi mà các cái nó đã tạo thành lỗ sâu trên bề men thì nó sẽ không hồi phục ạ. Rồi, đúng nếu rồi. Không, nếu không điều trị thì cái mô ngà sẽ cũng sẽ bị phá hủy. Mà nếu mà mô ngà phá hủy thì nó sẽ phá hủy rất nhanh và phá vỡ cái cấu trúc của răng ạ. Ừ, đúng rồi. Vậy thì cô sẽ nhắc các bạn, khi đi trên lâm sàng, khi thăm khám một tổn thương lỗ sâu răng, các bạn sẽ phải gì? Trong bệnh án hồ sơ chắc các thầy các cô sẽ nhắc rất kỹ, nhưng các bạn sẽ phải phân tích cho cô rất đầy đủ vị trí của cái tổn thương đó, mặt nhai hay mặt bên hay mặt ngoài hay mặt gì? Mặt trong, hoặc là phức hợp giữa cả các tổn thương giữa các mặt với nhau. Kích thước của cái tổn thương đấy, chiều rộng khoảng mấy ly, chiều sâu khoảng mấy ly, màu sắc của cái tổn thương đó, màu sẫm hay màu vàng nhạt, có nhiều tính chất ngà mụn hay là có ít ngà mụn. Mô tả tiếp theo là gì? Đáy của cái tổn thương đấy, đáy cứng hay đáy mềm. Nhá. Đấy, một số những cái đặc điểm khi khám trên lâm sàng mà phát hiện thấy tổn thương lỗ sâu thì phải mô tả cho cô như thế. Vị trí, kích thước, tính chất. Đáy của tổn thương thì chúng ta sẽ lại phải ghi thật rõ là gì? À, đáy cứng hay đáy mềm, có nhiều ngà mụn hay không có nhiều ngà mụn, có gì? Có điểm bị hở tủy hay chưa có điểm hở tủy. Nhớ chưa? Vì có điểm hở tủy và hay chưa hở tủy thì nó lại liên quan đến độ sâu của lỗ sâu. Bình thường chiều cao của thân răng
lớp men và lớp ngà dày khoảng bao nhiêu thì ảnh hưởng vào đến tủy. Thậm chí nếu như chúng có những cái lỗ sâu mà đang tiến triển rất nhanh, làm cho cái đáy nó rất là mềm, các bạn mà dùng thám châm không cẩn thận, các bạn chọc một thủng một cái là gì? Làm thủng cái trần buồng tủy. Vậy thì phải về nhà học lại cho cô cấu tạo của một cái răng, thân răng, chỗ nào là men, chỗ nào là ngà, chỗ nào là trần buồng tủy, chỗ nào là buồng tủy, chỗ nào là gì? Miệng của ống tủy, chỗ nào là hệ thống ống tủy chân. Được chưa? Nhá, đấy, đúng rồi. Bạn đã mô tả rất là đúng. Ừ, em xin phép trình bày tiếp ạ. Phần tiếp theo là phần mô bệnh học. Ừ. Thì gồm sâu men, sâu ngà và sâu ở chân răng ạ. Tương răng. Được... Vâng ạ. Ừ. Sâu men thì sẽ gồm sâu mặt nhẵn và sâu hố rãnh ạ. Ừ. Đầu tiên, về sâu mặt nhẵn thì đại thể cái lỗ sâu sẽ có dạng hình nón, có dạng hình nón, đáy coi về phía mặt răng, đỉnh về phía đường ranh giới men ngà. Vi thể thì bốn lớp từ trong ra ngoài thì lần lượt là vùng trong mờ là subphase layer, vùng tối là subphase, vùng trung tâm là zone of pressure và vùng bề mặt là normal enamel. Thì vùng mờ, ở vùng mờ các cái lỗ trên men răng chiếm khoảng 1% thể tích của men. Ở vùng tối thì số lượng lỗ chiếm từ 2-4%. Ở vùng trung tâm thì nó sẽ chiếm 5-25%. Và ở vùng bề mặt thì sẽ ít có cái sự thay đổi ở các tổn thương sớm ạ. Và nó chỉ thay đổi về các cái thành phần men ở lớp sâu ạ. Khi mà cái sâu răng nó đã tiến triển hơn. Thực ra cái này thì là phần mô bệnh học. Thì bạn cũng đã chuẩn bị cho chúng ta một cái slide rất là rõ ràng và rất là chi tiết. Thế các bạn sẽ phải học thật kỹ nhé. Ở đây, ở hình ảnh thì mình có thể thấy là bốn cái vùng đấy thì sẽ có màu khác nhau do cái mức độ hủy khoáng khác nhau ở mỗi vùng ạ. Được rồi. Vâng. Tiếp theo. Tiếp theo sẽ là sâu ở vùng hố rãnh. Nó sẽ không bắt đầu ở từ đáy mà là từ thành của các hố rãnh như là một vòng nhẫn ạ. Như mình có thể thấy trên cái hình thứ nhất đấy ạ. Mô bệnh học của nó sẽ giống tổn thương sâu ở mặt nhẵn. Khi tổn thương lan rộng về phía ngà theo hướng song song với trụ men thì sẽ hợp nhất ở đáy rãnh và tạo ra tổn thương hình nón. Nhưng cái đáy nón này nó lại quay về cái về đường ranh giới men ngà chứ không quay về mặt răng như ở mặt nhẵn ạ. Đúng rồi. Nó sẽ khác nhau giữa sâu hố rãnh và sâu mặt gì? Mặt nhẵn. Mặt nhẵn ạ. Hố rãnh này là rất hay gặp đấy nhá các em nhá. Vâng. Tiếp theo là đến sâu ngà. Mà thì khi mà sâu men tiến đường đến cái đường ranh giới men ngà thì sẽ tiếp tục lan theo cái đường ranh giới đấy làm tổn thương cái ống ngà. Tổn thương sớm thì sẽ có hình nón hoặc là dạng lồi đáy coi về phía cái đường ranh giới men ngà. Rồi. Theo tiến triển về mặt vi thể từ trong ra ngoài thì mình cũng có bốn vùng ạ. Thì xếp từ số 4 đến số 1 thì là vùng từ ngoài vào trong thì sẽ là vùng phá hủy, vùng xâm nhập, vùng hủy khoáng và vùng sơ cứng. Cái phần này thì nó khá là rõ ràng về phần mô bệnh học, những cái cấu tạo hình thể như thế này để các em thấy là gì? À, sau này trong bước điều trị của bệnh sâu răng thì đối với những tổn thương sâu răng sớm chúng ta sẽ hồi phục bằng phương pháp gì, và đối với những tổn thương sâu răng muộn như thế này nhá, đã hình thành lỗ sâu như thế này thì khi về mặt nguyên tắc tạo lỗ hẳn, về mặt nguyên tắc chúng ta sẽ xử lý cái lớp ngà mà bị gì, bị phá hủy, bị tổn thương như thế này, chúng ta sẽ xử lý như thế nào đối với cái lớp ngà này, khi chúng ta áp dụng vật liệu nào để chúng ta phục hồi lại gì cái mô cứng này, chúng ta áp dụng gì, vật liệu GIC hay chúng ta hẳn composite
hay chúng ta làm những cái vật liệu mà gì sau này các bạn được học nữa, ví dụ như là inlay, onlay, overlay chẳng hạn, thì rất phụ thuộc vào gì, vị trí của tổn thương, kích thước của tổn thương đó nhá. Đối với những cái lỗ sâu mà đã hình thành một cái lỗ như thế này mà nó sát với tủy, thì khi chúng ta phục hồi hình thể răng, chúng ta lại phải có cái lớp gì che phủ tủy, đúng không? Mà các bạn học trong cái bài tạo hàm rồi đấy, các bạn học trên mô phỏng ấy, đúng chưa? Các bạn học mô phỏng, các bạn nhớ lại cái hình thể tạo một cái khoang chám, người ta có hai cái phần mà cần phải đảm bảo, đó là gì, nguyên tắc gì, tạo gì, tạo hình thể gì. Khi chúng ta học tạo lỗ hàn, chúng ta học rồi chứ nhỉ, đúng không? Học từ năm thứ hai ý. Mà chúng ta bao giờ đối với một lỗ hàn nào chúng ta cũng phải tạo gì, khoang gì nhỉ? Hồi trước cô nhớ là dạy mô phỏng, cô đã dạy tạo lỗ hàn theo GB Black. Bởi vì làm sao? GB Black là áp dụng đối với hàn amorphous. Chúng ta vẫn học các cái nguyên tắc của tạo lỗ hàn. Bởi vì gì? Các nguyên tắc đó cũng được áp dụng đối với các vật liệu. Câu này, chúng ta tạo hình thể gì nhỉ? Đáy thì phẳng à? À, đáy phẳng để làm gì? Đáy phẳng. Nói tóm lại là chúng ta sẽ tạo hai hình thể. Hình thể thứ nhất là hình thể gì? Hình thang. Hình thể chịu lực. Nói chung. Hình thể chịu lực. À, hình thể chịu lực, đúng rồi. Đúng lắm. Và hình thể thứ hai là hình thể gì? Hình thể lưu trữ. Lưu giữ. Nhá. Để làm sao lưu giữ được cái gì? Cái vật liệu hàn đó. Để làm sao cái chịu lực, quá trình chịu lực đối với cái gì? Cái khối chất hàn đó, đúng không? Nhá. Nhưng tùy thuộc từng gì, từng loại vật liệu khác nhau, chúng ta sẽ tạo những cái hình thể chịu lực khác nhau, tạo những hình thể lưu giữ khác nhau. Ví dụ như lúc nãy cô có hỏi composite để dán dính vào gì? Moment và mô ngà nhờ liên kết gì? Dán dính, và chúng ta phải xử lý lớp bond, bonding, đúng không? Nhưng nếu ngược lại GIC thì dán, thì liên kết là nhờ liên kết gì? Liên kết với mô cứng là nhờ liên kết gì? Hóa học. Nhớ chưa? Vậy thì mỗi một nguyên tắc, ví dụ như là tạo hình, hình thể chịu lực, thì khi dạy là các em sẽ phải là gì? Thành làm sao? Thành phẳng. Quên hết rồi. Thành phẳng, đáy phẳng, góc tròn. À đúng rồi, bạn Huyền đấy, bạn Huyền nói đấy, thành thẳng, đáy phẳng, góc tròn. Còn hình thể lưu giữ là hình đuôi én ấy. À, hình đuôi én là một. Hình gì? Bạn Huyền bật cam lên cô xem nào. À đấy. Tại sao lại cứ phải đưa hình lên? Ngồi học nghiêm túc thì cứ bật lên để mà mình theo dõi. Đúng chưa? Hình gì nữa? Em nhớ mỗi hình đuôi én cô nhấn mạnh là thế. À, về chúng ta cả lớp về xem lại cho cô nhé. Vâng. Được chưa? Rồi, để khi chúng ta đọc, khi chúng ta đọc đến GIC thì chúng ta lại biết xem là à, cái hình thể này, cái nào nó đáp ứng được hình thể lưu giữ, cái nào nó đáp ứng được hình thể chịu lực, và cái đặc điểm của GIC nó có ưu điểm là như thế nào, nó có khác các vật liệu khác không, thế thì mình mới gì, mới thuộc được bài, thì mình mới lên năm thứ tư, rồi lên năm thứ năm, rồi lên năm thứ sáu, xong ra trường nó mới giỏi, được chưa? Nha. Nào, chúng ta tiếp tục. Thế này, vâng. Chứ cái hình bạn ấy vẽ là chúng ta cũng đã thấy cái tổn thương rồi. Bây giờ đến gì? Sâu răng, chân răng, xương răng. Tiếp theo là phần sâu chân răng, thì tổn thương bắt đầu ở lớp cement ạ. Khi có sự tiếp xúc của chân răng với môi trường miệng, thường là do hậu quả của các cái bệnh nhạt chu. Thì nó sẽ, khi mà bị bệnh nhạt chu thì nó sẽ làm giãn rộng các cái dây chẳng nhạt chu, làm nó cái môi trường vi khuẩn ở miệng nó tiếp xúc được với chân răng của mình. Vâng, vi khuẩn chính là sẽ là actinomycin
và các chủng vi khuẩn khác có thể có như là S. mutans và Lactobacillus. Hình ảnh tổn thương nó, sớm của nó thì cũng giống như sâu men, các cái tổn thương tiến triển lan rộng hợp nhất và có thể vòng quanh toàn bộ chu vi thân răng. Rồi. Khi lớp dây men bị phá hủy hoàn toàn, tổn thương tiến triển như sâu ngà. Đúng rồi. Ở phần trên và hình thành lỗ sâu. Thế vậy thì các em sẽ liên hệ trên lâm sàng, các em đi, các em sẽ liên hệ xem là cái sâu chân răng này nó thường gặp ở lứa tuổi nào, đặc điểm nó có, điều trị của nó có khác gì không nhé. Vâng. Có một cái đặc biệt là cái sự sơ cứng ngà có thể làm tổn thương ngừng tiến triển và bề mặt tổn thương sẽ được bao phủ bởi một lớp tăng kháng hóa. Vậy thì nó đặc biệt là như thế này thì tại sao nó lại có đặc biệt thế? Về nhà, chúng ta đọc sách thêm nhé. Nào, phần tiếp. Vâng. Ông một mình em trình bày từ đầu đến cuối à? Vâng. Có bạn nào khác phần trình bày nữa tiếp không? Theo xin mời bạn khác. Em gặp cô và các bạn ạ. Cảm ơn em. Trình bày phần tiếp theo là về phần phân loại bệnh sâu răng. Bạn tên là gì bạn? Em tên là Vũ Việt Hùng ạ. Vũ Việt Hùng. Thì thường là phân loại sâu răng thì thường nó sẽ có rất nhiều phân loại, nhưng mà ở đây một nhóm em sẽ đưa ra một số loại phân loại chính. Rồi. Đầu tiên là theo vị trí tổn thương thì nó sẽ có là sâu hố rãnh, hai là sâu mặt nhẵn, ba là sâu xi men. Thứ tiếp theo là phân loại theo tiến triển của tổn thương, ví dụ như là sâu răng cấp tính, sâu răng mãn tính và sâu răng ngừng tiến triển. Ở đây nó sẽ có ba hình ảnh nhé. Hình ảnh thứ nhất thì em sẽ nghĩ đây là sâu răng cấp tính. Thứ hai là sâu răng mãn tính và thứ ba là sâu răng ngừng tiến triển. Nhưng mà ở đây nhé, cô góp ý một cái là như thế này này. Ví dụ như là chúng ta đưa cái hình ảnh sâu răng cấp tính chẳng hạn. Một là chúng ta đưa cái hình ảnh tổn thương lên. Nó thường gặp như thế nào và tính chất tổn thương của nó là như thế nào. Nhá. Và thứ hai, chúng ta ví dụ như là sâu răng ngừng tiến triển chẳng hạn. Thì chúng ta đưa một cái hình ảnh nào mà nó tương... Ví dụ như ở đây em muốn nói hình ảnh nào là mình mô tả cái sâu răng ngừng tiến triển. Em giúp cô là hình ảnh có cái hình ảnh toàn hàm ấy, thì là em nghĩ nó là sâu răng ngừng tiến triển. Em chỉ chuột vào cô xem. Tại vì là em không phải là ở đây có bạn chị. Ví dụ ở đây có cả sâu răng sữa đây này. Vâng ạ. Sâu răng sữa thì có, nó ít khi nó ngừng tiến triển lắm các bạn ạ nhá. Nó thường ngừng tiến triển thường gặp ở những cái răng, tuổi của nó cũng là tuổi thường trung niên, và đồng thời là trong cái các cái yếu tố mà gì tăng cường bảo vệ ấy, thì nó thuận lợi hơn là các cái yếu tố gì mất cân bằng giữa bảo vệ răng. Thì ở đây cô thấy hình ảnh ở đây đều là những cái hình ảnh mà sâu răng gì đang tiến triển, nhất là cái hình ảnh toàn hàm này này. Còn cái hình ảnh mà gì có một răng sáu ở đây này thì cái đáy tổn thương của nó đấy, các em nhìn thấy cái màu nó gì thường là nâu sẫm. Và đáy của nó thường là gì hả các bạn? Đây này, ở đây em nhận xét này, cái đáy của nó thường là gì? Nhẵn, đáy cứng hay đáy mềm? Đáy này thường sẽ là đáy cứng à? À, đáy cứng. Nhá, thường là bởi vì nó ngừng tiến triển rồi, nó tiến triển chậm lắm, nó ngừng tiến triển rồi thì mô ngà răng ít bị gì? Phá hủy. Hiểu không? Vâng. Và có ngà phản ứng. Cho nên là gì? Còn đây là những cái mà gì? Ở đây các bạn cũng là hàm răng sữa này. Cho nên là gì? Cái răng sữa nó tiến triển, nó sâu răng tiến triển lắm các bạn ạ. Nhá. Vâng. Rồi. Phân loại gì nữa mà bây giờ các bạn phải học? Những cái sâu răng này thường là sâu răng trên lâm sàng, phân loại trên lâm sàng theo Black. Vâng, lại theo rồi. Black đầu tiên là nó sẽ có 6 loại ạ. Loại 1 thì nó sẽ là vị trí sâu ở các hố và các rãnh của răng. Loại 2 là sâu. Cô đồng sâu ý ở... rồi, phần này ở phần mô phỏng cô đã dạy rất kỹ về sâu răng phân loại theo Black rồi nhá. Vâng. Nhưng về chúng ta phải xem lại xem là gì. À, phân loại theo Black này thì ý nghĩa của phân loại đó là gì? Khi chúng ta tạo hình các cái gì? Các cái
tổn thương này thì chúng ta phải chú ý cái gì? Thì phân loại theo Black nó sẽ có tác dụng như vậy. Hiểu chưa? Bởi vì làm sao? Lỗ sâu loại 2 chúng ta học kỹ thuật tạo hình khác. Lỗ sâu loại 3, loại 4, loại 5, loại 6 chúng ta đều học về tạo lỗ hàn khác nhau. Nhớ chưa? Nhớ. Vậy thì phân loại theo Black về sẽ gì? Sẽ xem lại phần mô phỏng cho cô cho thật kỹ. Tiếp theo. Theo đây là một số. Tiếp theo là phân loại theo độ sâu ạ. Độ sâu thì nó sẽ là sâu men, sâu ngà nông và sâu ngà sâu. Cái này thì cũng chỉ là phân loại theo gì? Theo lâm sàng. Vâng ạ. Chứ còn phân loại theo ngà nông, phân loại theo ngà sâu thì rất là khó biết. Đúng không? Rất khó phân loại trên lâm sàng. Gì nữa? Phân loại gì nữa? Tiếp theo là sẽ phân loại theo bệnh sinh. Đầu tiên là sẽ sâu răng tiên phát. Thứ hai là sâu răng thứ phát, có nghĩa là sâu răng mới phát sinh trên một răng có tổn thương mô cứng. Thứ ba là sâu răng tái phát, nghĩa là sâu tái phát trên một nền tổn thương cũ đã được điều trị. À, đúng rồi. Ví dụ như chúng ta chám một cái miếng răng, chám một cái tổn thương sâu răng mà chừa cái gì, bờ của miếng chám không gì, không kín khít, thì rất dễ bị sâu răng là gì? Thứ phát, nhé, tái phát. Hoặc là sâu răng thứ phát có nghĩa là gì ạ các bạn? Trên nền một cái là gì? Không, chưa phải là sâu răng, nhưng mất mô men và mô ngà thì sẽ xảy ra, dễ bị xảy ra gì? Sâu răng, người ta gọi đấy là sâu răng thứ phát. Bởi vì làm sao? Sau này các bạn học sẽ có những cái bài gì? Học về thiểu sản men răng chẳng hạn. Không có lớp men che phủ thì dễ dĩ bị sâu răng, đấy là sâu răng thứ phát. Rồi, chúng ta gì? Còn sâu răng tái phát là sâu răng gì? Trên một cái miếng chám, đã có chám nhưng mà gì? Hở rìa của miếng chám hoặc là bị gì? Bong một phần của cái miếng chám đấy ra thì cũng dễ bị sâu răng gì? Tái phát. Rồi, chúng ta đi tiếp nào. Đầu tiên, tiếp theo nó sẽ là phân loại theo vị trí và kích thước. Vị trí thường sẽ có 3 vị trí. Một là hậu rãnh, mặt nhẵn. Hai là mặt tiếp giáp. Ba là cổ răng và chân răng. Còn về mặt kích thước thì nó sẽ có 4 độ, độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Đối với độ 1 thì nó sẽ thường là tổn thương nhỏ. Dạ. Phân loại đấy gọi là phân loại gì? Phân loại theo vị trí và kích thước ạ. Tên của nó là gì? Tại vì là em xem trong sách tự ăn nội nha thì tên của nó vẫn là phân loại theo vị trí và kích thước thôi. Rồi, bây giờ em xem tiếp. Phân loại sit and side. Đầu tiên là theo kích thước lần. Phân loại này các em có thể tham khảo ở trong các tài liệu sách vở rất là kỹ. Nhưng đối với cô thì yêu cầu các em là gì? Các em cho thấy là gì? À, vậy thì ý nghĩa của cái phân loại này là gì? Phân loại theo lâm sàng, theo độ sâu của lỗ sâu, theo sự tiến triển của lỗ sâu thì ý nghĩa của nó là gì? Và phân loại theo sit and side, theo vị trí, theo kích thước của lỗ sâu thì cái ý nghĩa của phân loại đó là gì? Được chưa? Đánh dấu vào rồi về đọc sách thêm. Nhá. Vâng. Tiếp theo một cái phân loại nữa mà cô nhìn vừa thấy nhìn slide của em đây rồi. Đây, phân loại theo PITT ạ. Thì thường ở đây nó sẽ có 4 độ, nó đạt D1, D2, D3, D4. À đúng rồi. Nhưng mà ở đây thì các tiêu chí để phân loại theo các cái vị, theo cái phân loại này thì nó có rất là rõ, nhưng với cô thì vẫn yêu cầu các em là gì? Ý nghĩa của cái phân loại này là gì? Người ta có thể dùng cái phân loại này để điều tra cơ bản chẳng hạn, hay người ta dùng cái phân loại này để đánh giá giá trị hiệu quả của một cái phương pháp điều trị, hay người ta dùng phân loại này để đánh giá các yếu tố nguy cơ gây bệnh sâu răng để từ đó đưa ra các chiến lược để dự phòng bệnh chẳng hạn. Đúng chưa? Đấy, vậy thì về nhà các em sẽ học như thế cho cô nhé. Chứ còn ví dụ như là các cái tiêu chí để phân loại như thế, cụ thể như thế nào thì là các em trong sách của rất là chi tiết. Trong phần slide này rất là đầy đủ các em nhé. Rồi, bây giờ về xong các em sẽ phải phân tích cho cô ý nghĩa của các cái phân loại đó. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Ở đây có một số các phân loại khác thì các bạn có thể tham khảo thêm và đọc thêm sách. Em ví dụ. Em theo ví dụ đầu tiên là phân loại theo Lubecki, có nghĩa là nó sẽ có 4 độ.
độ 1 nó sẽ là sâu men, độ 2 nó sẽ là sâu men và sâu ngà, độ 3 nó sẽ là sâu răng có biến chứng tủy, hay độ 4 nó sẽ là sâu răng có biến chứng tủy và viêm quanh chóp. Đúng rồi. Vậy thì các bạn sẽ phải theo cái phân loại, và cụ thể là các bạn sẽ tìm thêm là cái phân loại theo các cái bảng phân loại bệnh tật chẳng hạn. Theo ICD nhớ là phân loại như thế nào, và phân loại nào thì có trong danh mục của cái phân loại hiện nay của Bộ Y tế. Ví dụ như các bạn đi lâm sàng, các bạn phải ghi cái chẩn đoán mà có trong phân loại theo danh mục của Bộ Y tế thì cái điều trị đó mới gì mới được. Sau này ví dụ như mình muốn xác nhận hồ sơ bệnh án chẳng hạn thì mình phải ghi theo đúng cái phân loại đó. Thế đi lâm sàng chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhé. Vâng. Rồi. Tiếp tục. Tiếp theo xin nói về phần triệu chứng lâm sàng và phần chẩn đoán của bệnh sâu răng. Đúng rồi. Ở đây thì em sẽ thấy có các giai đoạn của phần sâu răng nhé. Thì đầu tiên nó sẽ phần sâu men răng. Xong là nó sẽ đến phần em nói là phần sẽ là phần sâu ngà nông, và đến phần sâu ngà sâu rồi sẽ đâu sâu đến buồng tủy. Ở đây thì em sẽ có là tổn thương sâu răng sớm là sâu men hay là sâu ngà. Đầu tiên là sâu men thì đầu tiên triệu chứng cơ năng của nó sẽ là không đau nhức, bởi vì là do men răng không có các tế bào mạch máu và thần kinh, và thường thường sẽ không phát hiện được trên mặt lâm sàng. Về triệu chứng thực thể của nó thì là tổn thương thường thấy ở hố và rãnh mặt nhai và rìa miếng chám cũ, men răng đổi màu trắng đục hoặc là màu vàng nâu, khám bằng châm thì là men răng lởm chởm không có trơn láng và mắc kẹt. Cô không đồng ý cái này. Nếu như là tổn thương sâu răng sớm, hiện nay chúng ta như cô nói lúc đầu rồi là chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là gì. Các phương pháp để phát hiện tổn thương sâu răng sớm là gì. Rõ ràng giai đoạn này là giai đoạn chưa hình thành, chưa cái lớp men chưa bị gì, chưa bị sập cái lớp men cuối cùng và chưa hình thành cái lỗ. Bây giờ chúng ta về chúng ta sẽ bổ sung cho cô nhé. Là phương pháp thăm khám bằng gì? Bằng mắt thường, bằng phương pháp thổi khô, bằng phương pháp sử dụng ánh sáng hình quang. Như thế nào? Thì đấy là cái mà cô gợi ý. Về nhà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nha. Còn đến bây giờ chúng ta sẽ hầu hết ở sâu răng ở tổn thương giai đoạn sớm này thì gần như là không phát hiện. Mà chúng ta thường phát hiện trong một số những cái khi chúng ta khám điều tra cơ bản, hoặc là phát hiện trên những cái tổn thương trên những bệnh nhân nào, các em có đoán được cho cô không? Thấy những cái đốm trắng này. Bệnh nhân trẻ em. Gì? Có bệnh nhân trẻ em. Trẻ em cũng ít thấy phát hiện lắm em ạ. Vì trẻ em sâu răng thường tiến triển nhanh. Cho nên là thường là hay làm thủng cái men răng và ngà răng. Các em có thể đoán cho cô được không? Xem có bạn nào năm thứ tư là đã đi phòng mạch nhiều rồi đấy, đúng không? Đã chăm chỉ lắm rồi, đi phòng mạch nhiều lắm rồi. Thấy những cái tổn thương đốm trắng, tổn thương sâu răng sớm này thường hay ở những bệnh nhân nào? Vì nó liên quan nhiều đến yếu tố vệ sinh răng miệng, đến yếu tố mất khoáng hóa. Bệnh nhân chỉnh nha. Chỉnh nha. Đúng rồi. Nhá. Cho nên là đối với bệnh nhân chỉnh nha, người ta sẽ phải có phương pháp chăm sóc vệ sinh răng miệng tốt hơn, có phương pháp để tái khoáng hóa cho những cái mô men mà bắt đầu có tổn thương kém phong hủy khoáng. Cho nên các em thấy là bệnh nhân chỉnh nha cần phải chăm sóc cho một số các cái loại kem đánh răng có filler để tái khoáng hóa, hoặc là phải chăm sóc rất là kỹ, khám rất là kỹ các vị trí mà mắc cài mà đã không làm vệ sinh được sạch sẽ. Cho nên hầu hết các bệnh nhân chỉnh nha bây giờ đều phải khuyên bệnh nhân dùng tăm nước để làm sao làm sạch được các cái mảng bám khe kẽ nhỏ của cái hệ thống mắc cài mà gắn lên trên răng, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi đến chủ yếu là các cái tổn thương vào mô ngà răng thì triệu chứng của bệnh là gì? Tiếp theo là tổn thương về sâu ngà. Đầu tiên là triệu chứng cơ năng của nó sẽ có đau nhức khi có các kích thích như kích cơ học và kích thích nhiệt độ. Thường là có phải là đau nhức không? Các em dịch cái từ nào cho chính xác? Có đau nhức không? Thông thường bệnh nhân không có triệu chứng đau nhức đâu các em ạ. Nếu như có tổn thương là sâu nhà, bệnh nhân thường có cảm giác là ê bút răng. Mà ê bút răng khi
khi mà có kích thích, khi có các kích thích. Vậy ở đây các em phải liệt kê cho cô các kích thích là kích thích gì, kích thích nóng, lạnh, kích thích cơ học là kích thích gì, chua với ngọt nữa, gì nữa à... cơ học, cơ học. Nóng lạnh, ví dụ như bệnh nhân uống nước hơi nóng, bệnh nhân uống nước hơi lạnh thì bệnh nhân cảm thấy buốt, ê buốt cái răng đó, đúng không? Khi loại bỏ kích thích thì bệnh nhân thường gì? Sẽ mất, biến mất luôn cảm giác ê buốt ạ. Không phải biến, mà nó sẽ hết cái cảm giác đấy thôi. À vâng. Ừ, đúng không? Nhá. Và các em chú ý cho cô, kích thích cơ học ở đây là hay là kích thích gì? Mà đi lâm sàng bệnh nhân hay mô tả cho các em lắm, cho các bác sĩ nghe lắm. Khi bị các cái hạt cơm ấy hoặc bị một cái vật cứng ấy nó dắt vào trong cái lỗ sâu đấy, bệnh nhân buốt lắm. Nhưng mà khi loại bỏ được cái cơ học đấy ra, các cái kích thích đấy ra thì bệnh nhân thường là gì? Hết ê buốt. Nhá. Ờ, đấy là một triệu chứng quan trọng. Gì nữa? Đọc tiếp. Cô là đau răng này nó sẽ tụ lại cái răng nguyên nhân mà không lan ra. Ừ. Thường là khu trú tại răng nguyên nhân. Ít có cảm giác gì lan rộng. Tiếp theo là thực thể là thường ở mặt răng, và tuy nhiên nó còn sẽ phụ thuộc vào loại răng và độ tuổi. Ừ. Men răng và ngà răng xung quanh lỗ sâu có thể đổi màu từ thành trắng đục hoặc vàng hoặc là hơi nâu. Ừ. Đúng rồi. Khi khám bằng châm ấy thì mình sẽ thấy là bờ lỗ sâu thì nó sẽ lởm chởm và thành lỗ, nó sẽ có lớp ngà. Thường là các em đừng mô tả là nó lởm chởm, nó cô cảm tưởng như là nó vào như một bãi đá xung gai ý, đúng không? Nó có thể đáy cứng hoặc đáy mềm hoặc đồng không thờ đồng nhất một cái nền gì giữa lỗ sâu. Ví dụ như cái vùng của gì bên cạnh lỗ sâu hay là vùng giữa lỗ sâu thì cái tổn thương ngà răng nó bị phá hủy nhiều hơn. Có thể là gì? Nó hơi lõm xuống hơi hoặc là xuống. Gì? Nó không đồng đều nhau thôi, chứ còn dùng cái từ lởm chởm thì cô nghĩ nó hơi nhá. Vâng ạ. Tiếp theo là mình sẽ dùng nghiệm pháp thử thủy thì ở đây thường thủ thủy sẽ là dương tính, bởi vì là thử thủy bằng cách khi mình lấy cái khoan mình lấy ngà bệnh lý ạ. Không được hạt, thì bệnh nhân sẽ thấy buốt ạ. Không được. Phần này sẽ phải học cho cô các nghiệm pháp thử thủy. Có những nghiệm pháp gì để thử thủy? Phần thứ hai là gì? Nguyên tắc của thử thủy. Đi lâm sàng sẽ học nha. Nguyên tắc của thử thủy. Thử phải có gì? Răng đối chứng. Thứ ba là gì? Vị trí của các nghiệm pháp thử thủy. Thứ tư là gì? Giá trị của các nghiệm pháp thử thủy đó. Thứ năm là học cho ôn lại là sao? Tại sao nghiệm pháp thử thủy đó dẫn truyền thần kinh như thế nào mà bệnh nhân có cảm giác ê buốt? Còn cái mà em vừa mô tả thì là một nghiệm pháp mà rất ít, rất hạn chế. Có thể người ta phải dùng đến nhưng người rất hạn chế. Đối với một số các tổn thương mà người ta thử bằng nhiều các nghiệm pháp mà nó không rõ ràng, người ta mới thử khoan thử ấy. Em nhé, khoan thử để xem bệnh nhân có buốt hay không, thì đấy không phải là nghiệm pháp thử thủy gì thường quy. Về đọc lại cho cô, học lại cho cô các nghiệm pháp thử thủy, nhớ chưa? Vâng. Nhá. Đi lâm sàng để củng cố thêm nhá. Xem là thử thủy như thế nào, nguyên tắc là gì, dùng các cái vật liệu là gì để thử thủy. Được chưa? Chúng ta sẽ bây giờ đã là gần 4 giờ, các em sẽ cố gắng học trong khoảng từ 4 giờ 15 đến 4 giờ rưỡi là chúng ta kết thúc nhé. À vâng ạ. Đúng chưa? Thì các em thôi, hôm nay cô xin lỗi vào muộn tí nên các em không được nghỉ giải lao. Chúng ta học nốt nhé. Đồng ý chưa? Rồi. Bây giờ tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta có thể gõ răng, nhưng mà ở đây gõ thì bệnh nhân sẽ không đau à? Ừ. Thế thì đi lâm sàng sẽ phải học cho cô gõ thế nào. Gõ phân ly lúm, từng lúm răng như thế nào, gõ dọc như thế nào, gõ ngang như thế nào, gõ vào vị trí nào của răng, và nguyên tắc gõ răng phải như thế nào. Gõ từ răng lành tới răng bệnh lý nhá. Và phải có gì? Có so sánh, có chứng. Thế nào là chứng? Thì phải gõ từ răng lành tới răng bệnh lý, đúng không? Nhá. Và phải trước khi gõ thì phải giải thích cho bệnh nhân như thế nào. Khi mà nếu có dấu hiệu gì thì bệnh nhân sẽ giơ tay hoặc là
biểu hiện như thế nào thì mình mới biết được nhá. Cái đấy học trên lâm sàng cho cô nhá. Rồi, gì nữa? Em cô tiếp theo là cái phần sâu men cốc răng ạ. Thì thường nó cái mặt này nó sẽ ở người già do cái phần nhú lợi nó co lại. Nó lộ cái chân răng ra ấy, lộ cái lớp xi măng ra ấy. Nó lộ cái lớp xi măng ra thì nó sẽ rất dễ bị sâu men và rất dễ khi sâu men rồi nó sẽ rất dễ dẫn đến sâu ngà. Và về nhà học thêm cho cô đặc điểm của sâu xương răng là gì? Như lúc đầu cô nói rồi đấy, khi học đến bàn xương răng ấy thì đặc điểm là gì? Đặc điểm bệnh lý nó có khác gì so với các cái tổn thương sâu răng thực thể khác không? Và phương pháp điều trị của nó là gì? Có khác không? Nhá. Rồi chúng ta tiếp tục. Đây là ở đây nó sẽ có một số cái thử nghiệm thử tủy ạ. Đầu tiên là sẽ có thử lạnh ạ. Rồi bây giờ cô sẽ đề nghị là các bạn sẽ gửi cho các bạn những cái slide này và đi lâm sàng sẽ phải kiểm nghiệm lại cho cô và thực hiện trên lâm sàng được nếu như có bệnh nhân nhé. Xin phép các thầy các cô có thử tủy cho bệnh nhân được thì chúng ta sẽ thực hiện cái nghiệm pháp thử tủy này. Rồi. Trên đây mình có gắn mấy cái link YouTube thì các bạn có thể kích vào để xem cũng được. Đấy, tốt quá, cảm ơn các bạn đã chuẩn bị bài rất tốt. Chuyển tiếp đi. Đây là tiếp theo đến cận lâm sàng thì đầu tiên sẽ X-quang ạ. Sẽ có một số hình một số hình ảnh mất cảm quang ở mặt bên hoặc là mặt nhai vì có sự mất khoáng ở đó. Đúng rồi. Ở hình ở đây nó sẽ có các bạn thấy có số một hình ảnh là nó mất cảm quang ở đây. Có một số những cái tổn thương ở vị trí các mặt bên nếu như chúng ta không dựa vào chẩn đoán hình ảnh chúng ta cũng rất là khó phát hiện được đấy các em ạ nhé. Nhưng mà đối với mặt chỉnh đoán chảnh thì chúng ta sẽ không chẩn đoán được lỗ sâu. Trừ khi mà cái tổn thương nó phá hủy quá lớn thì chúng ta mới chẩn đoán được lỗ sâu. Chẩn đoán được trên lâm sàng thôi, còn trên chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta sẽ chẩn đoán được. Các em về tìm cho cô một số các cái hình ảnh tổn thương ở nhóm răng hàm, tổn thương mặt bên mà chúng ta sẽ chẩn đoán qua chẩn đoán hình ảnh. Xem là có cái vị trí nào mà chúng ta khó chẩn đoán hay không. À, đây là tiếp theo là mình sẽ có phần tiêu chí đánh giá mức độ sâu răng trên X-quang nhé. Thì nó sẽ có là 7 loại, nhưng mà đối với loại đầu tiên thì nó sẽ là loại bình thường, không không là bình thường. Các cái tổn thương của chẩn đoán hình ảnh này em sẽ đưa cho các bạn cái hình ảnh này và các cái để mà chúng ta đọc thêm rất là chi tiết nhé. Sau này đi lâm sàng sẽ đưa những cái hình ảnh đấy ra để chúng ta sẽ đọc trên chẩn đoán hình ảnh. Được chưa? Các bạn sẽ phải học thuộc cái này để mà các cái tiêu chí đánh giá này để chúng ta đi lâm sàng chúng ta sẽ đọc chẩn đoán. Về cận lâm sàng đây là như cô đã nói về có cái sự đèn flash hình quang ấy. Thì đây là nó sẽ dựa trên hiện tượng tán xạ ánh sáng để phân biệt giữa men răng bình thường và men răng sâu. Đúng, cái phương pháp cận lâm sàng này nó sẽ giúp chẩn đoán sâu răng sớm. Đúng rồi. Ở chỗ bình thường thì ánh sáng sẽ đi qua các cấu trúc răng. Đối với men răng bình thường thì khi đèn chiếu sáng nó sẽ có một cấu trúc gần như là trong suốt. Còn ngà răng nó sẽ màu cam hoặc nâu hoặc xám ở dưới. Nó sẽ giúp giữa phân biệt giữa sâu men và sâu ngà. Phần này về các em sẽ tìm đọc cho cô với các cái đèn chuẩn để chuẩn đoán sâu răng sớm. Và hiện nay cái đèn để mà chúng ta nếu đi khám cộng đồng mà chúng ta không sử dụng những cái phương tiện laser hình quang này, chúng ta rất là khó không phát hiện được những cái tổn thương sâu răng sớm đâu các bạn ạ nhé. Về nhà các em đọc xem cho cô và đưa ra cái hình ảnh xem là cái đèn mà để chẩn đoán sâu răng sớm này thường là đèn gì. Có rất nhiều các nghiên cứu đấy các bạn ạ. Các em có thể làm những cái khóa luận ấy, sử dụng cái để phát hiện tổn thương sâu răng sớm ở một số lứa tuổi, ví dụ như là lứa tuổi mẫu giáo, lứa tuổi học sinh tiểu học chẳng hạn, để mình có thể điều trị sớm cho gì, cho những cái tổn thương này. Bởi vì những cái tại sao chúng ta lại điều trị sớm, vì sao, có ý nghĩa gì nếu như chúng ta phát hiện sớm? Đây là cô gợi ý đấy, các bạn có thể làm khóa luận được đấy, làm đề tài nghiên cứu khoa học, các cái nhóm. Có cái đèn diazoran này đấy, diazoran này thì chúng ta có thể khám và phát hiện. Ví dụ như chúng ta làm ở một cái trường tiểu học nào chẳng hạn, hay ở một cái cộng đồng nào chẳng hạn.
Bởi vì tại sao chúng ta lại phát hiện được sớm thế hả các bạn? Nó có ý nghĩa gì? Vì cái sâu răng sớm này nó làm sao? Nó là một tổn thương gì? Có hồi phục. À, đấy. Bạn đã nói rồi. Nó là một tổn thương có thể hồi phục được, đúng không? Thế vậy thì chúng ta sẽ học thêm xem là à, cái điều trị của nó dùng cái phương pháp nào mà nó lại hồi phục được. Chứ không phải tự nhiên là nó hồi phục. Đúng không? À. Chúng ta phải cung cấp nguyên tố gì? Các yếu tố gì? Nhằm làm gì? Nếu đã học đến gì? Bệnh căn, bệnh sinh. Quá trình gì? Tái khoáng. Tái khoáng, đúng rồi. Nhá. Mình phải tìm các yếu tố để làm sao tăng cường gì? Tái khoáng hóa thì nó sẽ gì? Nó sẽ hồi phục được. Nhá. Hồi phục được có nghĩa là không cần phải gì? Dùng vật liệu để làm gì? Để chám. Ờ, để chám lại cái tổn thương đó, đúng không? Mà cô vừa nghe thấy bạn nào bảo phải đục ấy, đúng không? Đừng có dùng cái từ đó, nhớ chưa? Tạo khoang, xoang hàn, tạo lỗ hàn rồi cơ mà. Mình đã lấy đi các cái tổn thương mà bị gì? Hoại tử rồi, chúng ta tạo một cái xoang chám rồi chúng ta gì? Chám phục hồi. Nha. Cho nên mình mới là nhác khoa phục hồi đấy, em ạ. Phục hồi có khác phục hình không? Có. Ờ, đấy. Đấy, đi học thì lại tìm hiểu thêm nhá. Đây, bạn đã đưa cho chúng ta như một số những cái hình ảnh mà dùng laser đúng không? Vâng ạ. Để có thể nhìn thấy lỗ sâu, đầu tiên là hình ảnh A thì nó sẽ không, các bạn sẽ thấy không thấy có bóng gì ạ. Đầu tiên hình ảnh B nó sẽ có bóng mỏng màu xám ở thành. Hình ảnh C là bóng nó rộng màu xám vào men răng. Hình ảnh D là bóng nó có tổn thương sâu nhỏ hơn 2 mm ở chỗ ngà răng. Còn hình ảnh D là bóng nó sẽ lớn hơn 2 mm ở ngà răng. Em tìm một số các cái hình ảnh mà tổn thương sâu răng sớm nó rõ hơn một chút nữa nhá. À, vâng. Còn ví dụ như là nó đã thực thể rồi, nó đã có tổn thương sâu răng rồi thì nhiều khi chúng ta bằng mắt thường ấy, chúng ta cũng đã phát hiện được, đúng không? Vâng. Tiếp tục đi em. Cận lớp sàng tiếp theo là ánh sáng chiếu sợi. Cái cận lớp sàng này thì mình có thể hiểu nó như kiểu một cái máy ảnh, nó sẽ chiếu sáng vào cái răng, rồi là những cái phần nào mà nó bị sâu thì nó sẽ không bắt cái ánh sáng đấy, mà nó sẽ in lên một cái tấm phim. Rồi thì tiếp tục. Cái này cũng để ứng dụng để phát hiện sớm các tổn thương sâu răng và vết nứt ở các bề mặt răng, đặc biệt là các mặt bên răng trước, và phát hiện các tổn thương sâu thứ phát và kiểm soát các việc chám bít hiệu quả hơn. Thì nữa, tiếp tục. Cận lớp sàng thứ tư là QLF, có nghĩa là dựa trên khả năng phát hình quang tự nhiên của răng. Nếu mà tổ chức của răng bị tổn thương mất khoáng thì khả năng phát nó sẽ kém hơn những cái răng mà không bị tổn thương. Đây là một số hình ảnh về QLF. Cái này nó sẽ có ứng dụng cũng giống như ứng dụng của cái kia thôi, là nó cũng sẽ phát hiện sớm các tổn thương sâu răng sớm, đúng không? Vâng ạ. Ở mặt nhai và mặt trong của răng, và xác định kích thước của tổn thương. Chuyển slide cũng có. Đây là sau khi chuẩn có lâm sàng thì mình sẽ chuẩn đoán xác định. Đầu tiên là nó sẽ có, nếu mà mình trên lâm sàng mình gặp cái trường hợp mà có đốm trắng đục mờ và hình dạng và kích thước thay đổi và không đau nhức, trên X quang thì có thấy vùng thấu quang giới hạn. Thường là dùng cái từ là thường đau nhức, nó hơi ấy em ạ. Nó thường nó cũng không có cảm giác đau nhức đâu, mà nó có cảm giác ê buốt của cái răng đấy là chính. Nhá. Chứ nó đau và nó nhức ấy, thường là sang các hội chứng của bệnh khác rồi. Bệnh lý tủy răng hoặc bệnh lý vùng cuống răng rồi các em ạ. Nhá. Thì chúng ta sẽ cho là hai hướng, một là sâu men, hai là nếu mà bệnh nhân có đau ê buốt khi bị kích thích ấy, thì nó có thể là có là sâu ngà cấp tính hoặc là sâu ngà mãn tính. Thường là sâu ngà cấp tính nó sẽ thường gặp ở người trẻ, và màu ngà răng nó sẽ ngà vàng hoặc là hơi nâu và đáy nó sẽ mềm. Còn sâu ngà mãn tính nó thường gặp ở người lớn, màu nâu đậm đen và đáy cứng. Tất cả các cái này đều sẽ dẫn đến viêm tủy. Nếu như không được điều trị gì em ạ, nhớ, nếu không được điều trị kịp thời thì nó mới xảy ra gì? Biến chứng.
Vậy thì chúng ta sẽ sang tiếp phần gì? Chúng ta sẽ sang tiếp phần chẩn đoán phân biệt. Đầu tiên chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt sâu men với bệnh nhiễm flo hoặc là bệnh sinh men bất hoàn. Bệnh nhiễm flo thì ngoài thường là các chấm thường nhẵn và có nhiều ở mặt ngoài và đều có ở các răng đối xứng. Thường là bị gì? Nếu như nhiễm flo thường là bị gì? Toàn hàm. Còn sâu răng thì nó cũng ít khi bị xảy ra một nhóm răng hoặc là toàn hàm răng, đúng không? Còn đối với sinh men bất hoàn thì là hình dạng tổn thương lan theo chiều rộng hơn và có tính chất từng lớp. Các em có thể tìm cho cô cái hình ảnh ví dụ như là nhiễm phio, một bên là sâu răng, một bên là nhiễm phio, như đưa lên cái hình ảnh như thế thì chúng ta sẽ phân biệt được rõ ràng. Nhớ chưa? Vậy thì để sau bọn em sẽ thêm vào hình ảnh vào slide rồi gửi các bạn. Tiếp theo là vị trí ở đỉnh núm ở bờ cán mặt. Bờ cán mặt thường gặp ở các nhóm răng cùng thời gian hình thành. Tiếp theo là chẩn đoán phân biệt với sâu ngà. Sâu ngà thì thường phân biệt với tiêu thân răng, thường ở cổ răng và đáy. Đáy tổn thương thì hình nghị diện, rất cứng và nhẵn và bóng. Thế là chẩn đoán phân biệt với sâu ngà là như là chẩn đoán phân biệt sâu ngà với một số các tổn thương khác, đúng không? Vâng ạ. Đúng rồi. Thì cái thứ hai nó sẽ là mòn mặt nhai, thường ở người lớn tuổi và đáy cứng và nhẵn. Thứ ba là viêm tủy mạc, thì sẽ có cơn đau tủy, đau tự phát, đau từng cơn và kéo dài khi dù đã loại bỏ kích thích. Còn thứ tư nó sẽ biệt thế với... thì hai cái này khác nhau thế nào? Ví dụ viêm tủy mạn tính thì thử tủy, nghiệm pháp thử tủy thế nào? Em thưa... Và trong sâu ngà thì thử tủy thế nào? Em thưa cô, nó khác nhau ở cái chỗ mà ở sâu ngà khi là mình kích thích thì mình kích thích hết thì là cái khi kích thích mình hết thì là bệnh nhân sẽ đỡ ê buốt hơn. Còn đối với viêm tủy mạn tính thì dù mình bỏ kích thích nhưng bệnh nhân vẫn còn đau. Thế thử nghiệm pháp thử tủy làm sao? Hai có giống nhau không? Khi mà mình học về các nghiệm pháp thử tủy thì cô nói rồi đấy, mình phải thấy giá trị của cái nghiệm pháp thử tủy đấy. Ví dụ như trong bệnh sâu răng, nghiệm pháp thử tủy phải gì? Dương tính. Đúng không? Vâng. Viêm tủy mạn tính thì thử tủy dương tính hay âm tính? Thử tủy âm tính ạ. Đôi khi khó phân biệt lắm đấy. Bởi vì những cái viêm tủy mạn tính ấy, nhiều khi nó không phải là gì, đã viêm và hoại tử toàn bộ cái gì, cái hệ thống mô tủy răng, mà có những cái nhánh em là chúng ta thử tủy. Thì vậy thì cái này chúng ta sẽ phải phân biệt dựa vào nhiều các triệu chứng khác nữa, ví dụ như là tiền sử có những cái tính chất cơn đau của một cái viêm tủy không, hay là chúng ta cũng phải gì gõ cái răng xem là nó có khác nhau hay không, rồi chúng ta cũng phải thử bằng nhiều các nghiệm pháp khác nhau ấy, các em ạ. Thử bằng nhiều các nghiệm pháp khác nhau. Rồi, thử chẩn đoán phân biệt với cái gì nữa? Với hoại tử. Dễ. Hoại tử phải có tiền sử cơn đau điển hình và răng có đổi màu và thử tủy, ở đây nó sẽ là âm tính. Đôi khi cái tiền sử mà đổi màu răng nó cũng không rõ ràng đâu các em ạ. Không phải cái răng nào nó cũng đổi màu răng nhé. Phần tiếp theo thì em sẽ nói về phần điều trị sâu răng ạ. Ở đây cô thấy các bạn chưa đi đến một phần nguyên nhân nhỉ? Nguyên nhân của bệnh sâu răng nhỉ? Em mới đi cơ chế bệnh sinh, còn thiếu một phần nguyên nhân, về nhà xem tiếp cho cô nhá. Xem là nguyên nhân vi khuẩn là gì, nguyên nhân lý hóa học là gì nhá. Được chưa? Phải về... Vâng ạ. Bây giờ chúng ta đến phần điều trị. Điều trị chúng ta sẽ đi phần nguyên tắc là phần đầu tiên. Nguyên tắc là đối với các trường hợp tổn thương sâu răng sớm thì phải cung cấp các yếu tố nhằm tăng cường quá trình tái sản và ngăn tái chặn khoáng. Hủy sản, làm tái khoáng và ngăn chặn hủy khoáng để phục hồi các tổn thương. Cụ thể là các nghiệm pháp như thế nào? Ví dụ tái khoáng flo thì có các cái cách nào để chúng ta tái khoáng flo? Chúng ta có thể gì cung cấp các cái nguyên tố flo qua các hình thức nào? Chúng ta về chúng ta sẽ đọc bài thêm nhé. Từ đầu đến giờ cô cũng đã nói một phần rồi đấy. Ví dụ như người ta đưa flo vào các cái gen để người ta áp flo vào trong gì? Trong các cái vị trí mà gì sâu răng sớm đó. Gì nữa? Tiếp tục. Tiếp theo là đối với các trường hợp tạo thành lỗ sâu thì phải lấy bỏ toàn bộ mô nhiễm khuẩn và bảo vệ tủy và hàn kín phục
Hồi mô cứng bằng các vật liệu thích hợp. Ừ, đúng rồi. Đấy, vậy thì cô đã nhắc lại, ôn lại ở phần trước rồi. Tạo khoang xám như thế nào? Đối với từng loại vật liệu khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Các cái phương pháp tạo lỗ hàn như thế nào nhé? Vâng. Và đối với các cái tổn thương mà sâu sát tủy, chúng ta phải gì? Bảo vệ che phủ tủy nhé. Bảo vệ che phủ tủy bằng vật liệu gì? Bằng vật liệu gì? Chỉ cần nói hai từ thôi. Che bằng vật liệu. Cả lớp. Vật liệu gì? Vật liệu sinh học. À, vật liệu sinh học. Đúng rồi. Vậy thì đặc tính của vật liệu sinh học là gì? Hiện nay trên thị trường có vật liệu gì là vật liệu sinh học? Ví dụ như là cái gì? MTA, biodantin. Đấy, đấy là cái mà chúng ta phải, từ đó chúng ta phải nít một cái ra, gạch đầu dòng ra nhé. Rồi chúng ta học tiếp. Rồi, đúng rồi. Canxi hydroxide có dùng để vật liệu che phủ tủy không? Hiện tại thì không ạ. Ai bảo? Sách vở nào? Ít dùng được. Canxi hydroxide có là vật liệu che phủ tủy không? Có thì vì sao? Không thì vì sao? Sách nào, tài liệu nào nói? À, phải dẫn chứng ra, nhớ chưa? Yeah. Và gì? Chúng ta sẽ phải học lại đặc tính của canxi hydroxide là gì? Tại sao nó lại che phủ tủy được? Tại sao nó lại dùng làm vật liệu gì? Chụp tủy. Bây giờ có những vật liệu gì, có ưu điểm gì hơn hay không mà là gì? Nó sẽ thay thế được gì? Canxi hydroxide. Canxi hydroxide là một vật liệu để che phủ tủy. Nhá. Chứ nó không phải là vật liệu không hoàn toàn. Thế bây giờ chúng ta xem là thì những vật liệu mới này nó có ưu điểm gì, đặc điểm gì, nó sử dụng được là vật liệu gì? Che phủ tủy. Che phủ tủy có nghĩa là gì? Bảo vệ cái tủy răng cho gì? Để cái tủy răng không bị nhiễm khuẩn và gì? Hoặc là gì? Có cơ hội, có thời cơ để gì? Hồi phục được. Sau này chúng ta học đến bài bệnh lý tủy răng, chúng ta sẽ thấy là gì? Có viêm tủy, có hồi phục. Cho nên chúng ta sẽ dùng vật liệu bảo vệ tủy nhé, để chúng ta gì? Làm cho cái tủy răng nó hồi phục. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo chúng ta sẽ, ngoài nguyên tắc chúng ta sẽ đến điều trị dự phòng. Trị dự phòng thì mình sẽ có là phải chải răng sau bữa ăn với kem đánh răng có chứa fluor, đặc biệt là phải chải đúng cách. Ừ. Hai là phải dùng chỉ nha khoa làm sạch kẽ răng. Thứ ba là kiểm soát thực phẩm, giảm lượng đường vào và tránh ăn vặt. Ừ. Thứ tư là khám răng định kỳ. Ừ. Vậy thì các cái điều trị dự phòng này chúng ta sẽ phải gì? Học thêm ở trong phần gì? Phần nha cộng đồng nữa. Vâng. Nha. Ở đây em sẽ nói đến phần 4 cấp dự phòng. Đầu tiên cấp 0 là khi bệnh chưa xảy ra thì là cái cải tạo môi trường uống phải có nước fluor. Thứ hai là nâng cao đời sống và chế độ dinh dưỡng. Cấp 1 là khi bệnh có khả năng xảy ra là phải có chương trình nha cộng đồng hoặc là chương trình nha học đường. Hướng dẫn các biện pháp vệ sinh răng miệng, kiểm soát thực phẩm và tăng cường sử dụng fluor, phục hình răng mất, chỉnh hình răng mọc lệch lạc. Cấp 2 nó sẽ là khi bệnh xảy ra là phải biết điều trị sớm và phải khám răng định kỳ. Cấp 3 là khi đã tiến triển đến tủy thì phải ngăn chặn biến chứng xảy ra như là điều trị tủy hoặc là nhổ răng. Những cái biện pháp dự phòng này nó rất là liên quan đến gì? Đến một cái cộng đồng. Vâng. Đúng không các em? Vâng. Nhá. Còn với chúng ta trong bài bệnh sâu răng này, chúng ta sẽ có các biện pháp dự phòng gì? Chúng ta có thể nêu ra cho cô được không? Qua các cái chương trình tuyên truyền, giáo dục. Và qua cái phần bệnh học mà chúng ta học, thứ nhất là chúng ta học cấu trúc của tổn thương như thế, vị trí thường hay gặp như vậy. Chúng ta dự phòng, các em thấy trên lâm sàng chúng ta hay dự phòng sâu răng như thế nào? Thì chúng ta trên lâm sàng sẽ dự phòng là bệnh nhân phải đánh răng thường xuyên. Phương pháp chải răng nhá, để loại trừ mảng bám răng và gì? Tăng cường các cái nguyên tố để nhằm cho quá trình gì? Tái khoáng hóa. Ví dụ như là kem chải răng có fluor, ví dụ như là súc miệng với dung dịch có fluor, ví dụ như là tuyên truyền các cái phương pháp chải răng đúng.
còn một phương pháp dự phòng gì mà trên lâm sàng chúng ta cũng thường hay áp dụng, đặc biệt đối với răng trẻ em? Đoán thử xem. À, Vestibular. Gì nữa? Bôi SDF. À, rồi. Bôi SDF. Thì chúng ta lại về lại học thêm. À, cái sản phẩm đấy là gì? Cấu tạo ra làm sao? Nó có dự phòng như thế nào? Đặc tính của các sản phẩm đó như thế nào? Còn một cái dự phòng nữa mà ứng dụng từ vị trí giải phẫu của răng. Bôi sealant. À, Fixer sealant. Fit and Fixer sealant. Nhá. Dự phòng các cái gì? Đấy là gì? Đấy là chàm bít hố rãnh. À, chàm bít hố rãnh. Đúng rồi. Đấy là gì? Đấy là chúng ta ngăn cản sự lắng động của các mảm thức ăn trên các bề mặt gì? Hố rãnh. Hố rãnh. Hố rãnh thì ở những vị trí nào của răng? Mặt nào, mặt nào? Chủ yếu là ở trên mặt nhai. Mặt nhai. Ừ. Chủ yếu thì còn mặt nào nữa? Còn có sẽ có ở mặt ngoài. Mặt ngoài. Mặt ngoài đó phải ở vị trí nào của mặt ngoài? Hay nó ở toàn bộ mặt ngoài, mặt ngoài của răng cửa hay răng hàm hay răng nanh hay răng tiền hàm? Ví dụ như là ở răng hàm lớn, răng ở cung 3, cung 4 thì mặt ngoài nó có cái hố mặt ngoài thì là thường hay ở vị trí đấy. Có phải ở cung 3, cung 4 không? Thế cung 1, cung 2 có không? Nó ở vị trí nào của răng nào chứ? Vậy thì về học tiếp phần giải phẫu lại cho cô. Một là hố rãnh rồi. Đối với nhóm răng hàm thì nó ở vị trí nào? Hàm trên nó ở vị trí nào? Hàm dưới nó ở vị trí nào? Gót răng nó ở vị trí nào? Răng cửa, cô xin lỗi, răng cửa thì nó ở vị trí gót răng ở vị trí nào? Đúng không? Nhá, cho chi tiết nhá. Không phải là chỉ có mặt ngoài của răng hàm mặt. Nhá. Thường là hay học khi mà học về lỗ sâu loại 1 đấy, là cô đã cũng có phân tích đầy đủ rồi. Đúng không? Vậy thì người ta dự phòng sâu răng chủ yếu là gì? Mặt nhai. Nhưng ngoài ra còn có gì? Mặt nào nữa? Mặt ngoài đối với gì? Răng hàm lớn, hàm dưới, răng 6, răng 7. Và nó ở vị trí nào? Thì chúng ta phải nhớ lại phần giải phẫu. Mặt trong của nhóm răng hàm trên nó ở vị trí nào? Nhá. Ở răng cửa nó ở vị trí nào thì chúng ta phải chú ý. Được chưa? Rồi, cô đồng ý. Tiếp theo là phải về phần điều trị. Phần điều trị nó sẽ có hai phần. Đầu tiên là tổn thương răng sớm. Đầu tiên tổn thương răng sớm mình sẽ còn tái khoang hóa. Có sẽ có liệu pháp clo. Dùng clo ở mật độ tập trung cao, ở dạng gel hoặc là dung dịch hoặc là vecni áp lên bề mặt vùng tổn thương để tái khoang. Hướng dẫn bệnh nhân phải chải răng với kem đánh răng có chứa clo. Ở phần tổn thương răng sớm thì nó sẽ có phần chám bít hố rãnh gồm hai nghĩa, một là chám bít dự phòng, hai là chám bít để điều trị. Đối với chám bít hố rãnh mang ý nghĩa dự phòng, nó sẽ có bởi ba lý do: chám bít về mặt cơ học, các hố rãnh bằng các loại resin kháng axit cản trở. Đấy, cô vừa mới nhắc với các em rồi, phần này về các em sẽ lại phải xem bài lại cho thật là gì chi tiết nhé. Vâng. Theo hướng soạn bài của các bạn là rất tốt. Tiếp theo là phần trang bít hộ rãnh điều trị đã được thực hiện khi có hiện tượng sâu men và hộ rãnh. Nhớ là về học cho cô vật liệu để trang bít hộ rãnh là gì, kỹ thuật trang bít hộ rãnh là gì nhá. Vâng. Cái này các bạn được học rồi đấy, đúng không? Vâng. Học trên mô đây, phỏng cũng... rồi. Phần thứ ba là tổn thương đã hình thành lỗ sâu thì đầu tiên mình phải hàn kín lỗ sâu, phục hồi mục cứng. Đích của mình là phải hàn kín được cái lỗ sâu đấy. Vâng. Đúng không? Phục hồi vâng. Lại hình thể của răng. Rõ chưa? Rồi. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn kiểm soát mảng bám răng để phòng sâu tái phát ở vùng ranh giới. Và tiếp theo nữa là mình sẽ hẹn kiểm tra định kỳ. Ở đây là bọn em sẽ có đưa ra một số vật liệu để hàn răng. Như amalgam hoặc là carbon sheet hoặc là GIC cải tiến.
Vậy thì amalgam thì cô cũng đã nói ngay từ lúc học mô phỏng rồi, bây giờ cũng không khuyến cáo dùng amalgam nữa. Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế mình cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo là không dùng amalgam nữa. Thì các bạn chỉ học để biết được các cái kỹ thuật tạo khoang hàm thôi, chứ chúng ta cũng không đưa nó lên thành một vật liệu để chám vĩnh viễn cho răng nữa. Chúng ta sẽ học GIC, chúng ta sẽ học composite, chúng ta sẽ học một số các cái vật liệu mà lai giữa các cái vật liệu đó để đảm bảo vừa chức năng vừa thẩm mỹ nhé. Vâng. Tiếp theo là mình sẽ đến là biến chứng và theo dõi điều trị. Bây giờ chúng ta sẽ học bài biến chứng của sâu răng gồm những biến chứng gì? Trong khi điều trị thì có sẽ biến chứng là làm thủng buồng tủy. Trong khi khám hoặc là khi khoan, người làm sẽ thiếu thận trọng có thể làm thủng vào buồng tủy. Chúng ta phải học biến chứng tại chỗ đã. Ví dụ như chưa cần nói đến khoan, mà cái lỗ sâu răng đấy, nếu như chúng ta không được điều trị, chúng ta không được thứ nhất là tại chỗ cái vị trí cái răng đó nó sẽ gây lên cái gì? Mất tổ chức cứng của răng, có thể phá vỡ các thành của răng, rồi biến chứng vào tủy răng. Đúng không? Vâng. Đấy là gì? Tại chỗ. Còn chúng ta sẽ học biến chứng gì? Toàn thân. Là gì? Có thể gây... Biến chứng toàn thân là quan trọng này. Tại sao đi tim mạch, bạch mai? Có thể các cô yêu cầu những bệnh nhân tim mạch trước khi phẫu thuật hoặc là có những cái nhiễm trùng của vùng tim mạch thì phải đi khám gì? Khám răng miệng. Vậy thì liên quan đến biến chứng gì? Toàn thân. Đi tim mạch có thấy nói đến viêm nội tâm mạc Osle không? Có thấy viêm cầu thận cấp không? Có thấy hẹp hở hai lá không? Vậy thì về nhà đọc sách cho cô. Tại sao lại liên quan đến các cái gì biến chứng toàn thân này? Nó có chung nhau cái điểm gì không giữa các cái biến chứng này? Ví dụ như là viêm nội tâm mạc Osle chẳng hạn, hay là viêm cầu thận cấp, hay là viêm gì? Viêm khớp cấp chẳng hạn, nó có liên quan gì? Tại sao nó lại là biến chứng? Thế không phải là biến chứng tại chỗ của sâu răng mà nó là biến chứng xa, biến chứng toàn thân. Về đọc sách nhé. Vâng ạ. Đồng ý không cả lớp? Tiếp theo là sau khi điều trị thì là có thể tủy răng bị viêm hoặc là tự do quá trình khoan tạo lỗ chám với tốc độ cao mà không làm lạnh, hoặc là có nước phun, hoặc là nước phun không đủ, hoặc có thể là do thuốc sát trùng mạnh, hoặc là các dịch chất chám thừa xi men, hoặc là do các chám, hoặc do các chám cao gây sang chấn mạnh mạn tính dẫn đến viêm tủy hay hoại tử tủy sau khi điều trị, và gây viêm kẽ lợi, nhú lợi do chất chám thừa ra ngoài kẽ giữa hai răng. Vậy thì muốn để cho chất chám không dư thừa ra phần kẽ răng thì chúng ta phải sử dụng gì? Dụng cụ gì? Sử dụng đàm. Đất đàm. Đàm thì có, đàm cao su thì có dự phòng được cái chám dư thừa ra phần mặt bên tiếp xúc giữa các răng không? Có. Một phần thôi, không dự phòng được. Đàm cao su chỉ cách ly được thôi. Chúng ta phải dùng gì? Đánh dấu vào rồi về nhà đọc sách, lần sau trả bài cô. Vâng. Thế mới thuộc được chứ, không có thuộc làm sao được bài. Được chưa? Vâng. Người ta phải dùng cái gì? Nguyên tắc dùng của cái đấy là gì? Cấu tạo của nó là cái gì? Đúng chưa? Nha. Vâng. Rồi. Vậy thì cái phần bài học ngày hôm nay em còn phần nào không? Có, còn phần tổn thương mô cứng không do sâu nữa. Sao nhiều thế? Bài tổn thương mô cứng không do sâu phải là một bài chứ. Sao mà học hết được một phần ngày hôm nay? Ngày hôm nay chúng ta chỉ học bài sâu răng thôi các bạn ạ nhé. Bệnh sâu răng thôi. Còn tổn thương mô cứng không do sâu là một bài. Chứ bây giờ các em mà trình bày bài tổn thương không mô cứng không do sâu thì phải tiếng rưỡi nữa chứ. À vâng. Đúng không? Vâng. Thôi hôm nay chúng ta chỉ học thế thôi các bạn nhé. Rồi lần sau chúng ta cứ soạn bài đi, rồi lần sau
với cái phương pháp học như này thì cô sẽ đẩy tốc độ lên, có thể một buổi các em sẽ học được 2 bài nhé. Nhưng mà cô có thấy cũng hơi khó đấy, học 2 bài là các bạn ngủ người nhiều lắm. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái bài học ở đây. Hôm nay chúng ta đã học bài bệnh sâu răng. Hôm nay phần thứ nhất là cô cũng có rất là khen ngợi các nhóm chuẩn bị bài, các em đã chuẩn bị slide và các nội dung của slide khá đầy đủ. Nhưng ở đây các em còn thiếu một phần nguyên nhân bệnh sâu răng nữa nhé, về tỏa bài thêm cho cô. Và đồng thời là gì, các cái phần mà cô nhắc lưu ý về nhà sẽ tìm đọc lại, xem bài cũ, xem lại kiến thức cũ và liên hệ với một số các cái kiến thức các bài đã học rồi thì chúng ta phải ghi chép vào, rồi chúng ta về nhà chúng ta sẽ đọc lại, kiểm tra lại nhé. Thế còn phần học tiếp theo thì buổi học tiếp theo thì chắc là tuần tới, thì vì phải đi công tác cho nên là cô sẽ xin phép để liên lạc với lớp lại sau nhé. Dạ vâng ạ. Có thể là buổi sau chúng ta cũng học trên cái phần đường link này cũng tốt đấy chị em, còn mình có bị dừng lại đâu, đúng không? Đúng rồi, không bị dừng lại. Không bị dừng lại thì chúng ta cũng cứ học để cho nó dễ dàng thực hiện. Các em có ý kiến gì không? Các em có đồng ý học như này không? Nếu như về lớp thảo luận, nếu như chúng ta đồng ý theo phương pháp học này thì các em cũng có ý kiến mà chúng ta muốn học theo một cái phương pháp nào, offline hay là như nào đấy, các em cũng có ý kiến cho bộ môn nhé. Học này có được không các em? Các em có buồn ngủ quá không? Không ạ. Các em bị hỏi bài liên tục đấy, chỉ có điều là gì các em không bật cam lên để cho cô nhá. Lần sau chúng ta học các em nhớ là gì, là tương tác với các thầy các cô nhiều hơn mà nhá. Rồi bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây hôm nay. Nếu như các em có hỏi gì, có thắc mắc gì, các em cứ gửi về cho lớp trưởng, rồi lớp trưởng tập hợp lại rồi gửi về cho bộ môn, chúc cho các thầy các cô nhé. Bây giờ các em, cô mời các em sẽ bật cam lên để cho lớp trưởng chụp lại hình màn hình máy tính đi. Dạ vâng ạ, mọi người bật hết cam lên nào. Sao nhiều em cứ tắt cam thế nhỉ? Chúng ta bật lên nhá, để chúng ta chụp lại màn hình. Cái này chúng ta phải gửi về bộ môn các em nhé, lớp trưởng nhá, bạn lớp trưởng nhá. Tất cả mọi người bật cam lên để xem nhé. Cười cũng được, không cười cũng được. Cười đi. Sau một buổi học xem có cười được không. Chờ tí để em xếp để xem được tối đa các bạn. Cô xin lỗi hỏi, hôm nay cô Anh có vào không nhỉ, lớp trưởng nhỉ? Dạ có ạ, cô Anh vẫn đang ở trong lớp đấy ạ. Thế à? Em đây cô ạ. Đâu? Em đâu? Ở đây. Thế mà cô xin lỗi cô Anh, có những lúc cô sẽ phải dừng lại để cô Anh giảng bài cho các bạn đấy. Thế mà lúc đầu tại vì vào nó cứ trục trặc quá nên là cô quên mất là không. Dạ, vâng, nhìn vâng. Thấy cô Anh. Em cứ nhìn cô để học hỏi đấy ạ. Không đấy. Nếu có vấn đề gì các em cũng cứ liên lạc với cô Anh nhé. Có vấn đề gì thắc mắc, có vấn đề gì hỏi thì cứ lớp trưởng tập trung lại những ý kiến đó và phản hồi lại cho bộ môn, gửi cho cô Anh nhé. Em xin phép chụp ảnh ạ, mọi người. Rồi, cảm ơn cô Anh. Cô Anh đã là người phải liên lạc với lớp để cho có cái buổi học này. Còn nếu không có cô Anh là cô nghỉ tuần này đấy. Vì cô ấy đi công tác nên cô nghỉ. Rồi, bây giờ cần tình hình muốn gì thì có tình hình thế nào của lớp thì bạn lớp trưởng cứ từ tập thu ý kiến rồi phản hồi lại cho các thầy cô bộ môn nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, được chưa? Vâng ạ. Chụp được chưa? Chụp được chưa? Dạ rồi ạ. Rồi thôi, cảm ơn cô Anh, cảm ơn các em. Chúng ta rời nhé. Vâng, chú em cảm ơn cô Hiền ạ. Vâng. Chào các em. Nha.